sống hết mình như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn. Còn đối với tôi hả? Một ngày dường như nó đã kéo dài suốt 17.520 giờ và dường như sẽ không có kết thúc kể từ ngày hôm đó. Cuộc đời anh là một đường thẳng tắp, nhưng khi gặp em, nó đã rẽ ngay một hướng. Làm vợ anh nhé, anh yêu em. Có một sự thật là chẳng ai chết vì không có tình yêu. Ý, anh xin lỗi em nha. Em nên nhớ anh là số 1 trong lòng em. Chỉ có tình yêu, nó đã chết trong lòng họ từ lúc nào. Adam Store xin kính chào quý khách. Được phục vụ quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Chẳng hay quý khách muốn mua giày hay là mua vest à? Anh mua hết. Mua hết? Nếu như vậy thì đến đây là quá hợp lý rồi. Không biết là anh cần mua vest để đi chơi hay là đi làm à? Thôi em hiểu rồi, đi cua gái đúng không? Không, ý em là đi chinh phục một cô gái có đúng không? Anh muốn mua một bộ vest khiến một cô gái khi nhìn thấy anh sẽ đổ gục ngay trong vòng 5 giây. 5 giây? Chắc hẳn là cô gái này đã khiến anh tốn rất là nhiều tâm sức đây. Một cô gái đặc biệt. Đương nhiên. Nếu như vậy thì bộ sưu tập mới của Adam Store rất phù hợp với anh đó. Xin mời anh. Màu đen, nhìn rất men, đang hot trend. Em ơi, anh không phải thanh niên nghiêm túc à. Ôi, màu xám, không hề u ám, rất hợp đi đám. Đám gì? Đám cưới. Xám. Màu xanh, rất là long lanh, hợp với dáng anh. Nhưng không hợp với mặt anh. Anh mặc hỏa. Xuất sắc rồi nha anh. Cảm ơn em, anh rất hài lòng. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh gặp may, 5 giây nàng sẽ đổ ngay. Ok. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hôm nay em lại trễ 15 phút. Lý do? À, dạ xin lỗi anh. Thật ra là vì cái cửa bị kẹt. Không có. Cái vòi nước bị hư. Vòi nước em sửa tuần trước rồi. Vậy là quên cài đặt báo thức. Anh quên là anh đã chỉnh báo thức định kỳ thì làm sao mà em ngủ quên được. Giỏi. Dạ. Thật ra như vậy là lý do khác. Anh xin giữ tự trọng. Không có mùi đàn ông. Không một dấu vết. Vậy là xin chào quý khách. Dạ, Adam Store xin kính. Anh ơi. Trời đất ơi. Anh khách sạn bên kia. Ở đây bán đồ. Tôi biết.
tôi mới ở bên nó chạy sang. Nhưng mà trời ơi, ăn mặc gì thì... Ủa, sư tử nó dí tôi đến tận bên đó rồi. Trời ơi, anh chơi gì với sư tử ghê, để nó sổng chuồng. Bà xã đột nhập vào khách sạn luôn, không kịp mặc đồ đấy này. Trời ơi. Tìm cho tôi một bộ đồ nào sang trọng, lịch sự, giống như là tôi đi họp gặp đối tác quan trọng ấy đấy. Bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng mà quan trọng tiền anh. Cho tôi mượn cái điện thoại, một cú điện thoại thôi có người mang tiền đến đây liền. Dạ, được rồi. Nhưng mà anh mặc size bao nhiêu anh để... Này. Trời ơi, ánh dương. Sử giùm cái vụ này. Hết size. Trời ơi, sao lại hết size được? Hết màu, hết kiểu. Không có bán cho đàn ông. Gì vậy? Ở đây là Adam nha, chưa chứ không phải là Eva. Không bán cho đàn ông chứ bán cho ai? Không bán cho đàn ông ngoại tình. Nè. Cô đi làm cô có lãnh lương không? Có. Cô có muốn là ăn doanh số không? Thích lắm. Nếu thích thì nhất. Cậu nhớ tôi dặn chưa? Chuyển tiền liền vào cái số tài khoản mà vừa nhắn nhá. Rồi, chuyển ngay cho tôi. Anh cảm ơn nhiều nhá. Cảm ơn các em. Dạ, cảm ơn anh. Khoan anh ơi. Cái áo. Trả khách sạn giùm anh nhá. Giờ sang không tiện. Dạ. Quan trọng là cái. Rồi. Cảm ơn. 5 tháng lương lận đó anh. Cảm ơn em. Tốt lắm. Dạ, tiền sẽ chuyển vào tài khoản cho em đúng không ạ? Đúng rồi, tiền sẽ vào tài khoản. Dạ, chào anh ạ. Người quen. Trời ơi, chị Phượng, anh Phúc. Trời ơi, khách quen nè, khách VIP tới. Trời ơi, cái gì bữa nay mang cái gì quá trời vậy nè? Bánh mì. Ôi trời ơi. Quà đem vô cho mọi người nè. Trời ơi, cảm ơn anh chị, lần nào tới không có quà. Anh Dương, trời ơi, phát cho mấy bạn ăn. Bánh mì ngon lắm đó. Ủa sao Dương hai ổ dữ vậy? Còn lại là của em đó. Trời ơi, chị nghĩ sao hai ổ làm sao ăn đủ? Thì đây, có địa chỉ ở đây, ăn hết order tiếp. Trời ơi. Ngon ghiền luôn. Vậy hả, 37 hàng dài. Trời, cái gì Hà Nội dữ vậy trời? Của bạn anh mới mở chuyên gia ẩm thực Võ Quốc, nó mới khai trương Hà Nội đó. Vậy hả? Ừ, anh sắp từ sân bay tới đây cho em. Trời ơi, quý quá. Anh Quốc mà anh giỏi lắm, anh nấu món nào cũng ngon. Bánh mì Barbizon chắc chắn ngon rồi. Đúng rồi. Tới cho mọi người. Trời, cảm ơn anh chị nhiều. Hồi bữa nay sao tới anh lấy đồ phải không? em lấy đồ cho ảnh. Dạ đây. Đây. Anh Trung có nói với tụi em rồi, xa như cũ. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh chị luôn ủng hộ thương hiệu của tụi em. Trung phải không em? Dạ. Này mẫu mới không đó chị? Hôm nay anh mượn 8 bộ, anh tính tiền 2 bộ. Hả? Trời ơi. Ủa chứ không phải là tài trợ như mọi lần hả? Thì mượn ngoài cũng kỳ, cũng phải mua chứ đúng không? Chị thật là hiểu ý tụi em. Tức là đây không có đồ nữ ha. Dạ chứ không là chị cũng mượn rồi đúng không? Tính tiền nè. Dạ mời anh chị. Hạnh phúc với nhiều người nó bình thường như ăn một chén cơm, uống một ly nước. Còn với một số người, nó lại giống như một lớp sương mù không có lối thoát. Cuộc đời anh là một đường thẳng tắp, nhưng khi gặp em, nó đã rẽ ngang một hướng. Làm vợ anh nha. Adam Star xin kính chào quý khách. Được phục vụ quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Không biết là quý khách chọn mua vest hay là mua giày ạ? Em đang cần một bộ vest lịch lãm. Để anh ấy đến văn phòng, anh giúp em nha. Mua tặng cho người yêu đúng không? Không biết là ngoại hình của anh ấy như thế nào, em có thể nói rõ để anh tư vấn kỹ hơn. Anh ấy cao 1m75, thân hình cân đối. Đặc biệt chú ý tông màu nhẹ nhàng cho em nha. Chắc chắn đây là một người đàn ông rất là tinh tế đúng không? Thôi được rồi, để anh giới thiệu cho em bộ sưu tập mới của Adam Store nha. Anh Dương, mau lấy cái áo màu xanh ngọc với lại màu hồng nhạt cho khách xem đi em. Anh Dương, hóa ra là bạn thân của tôi ở đây. Từ cái ngày xảy ra biến cố, bạn đi đâu mà biệt tâm biệt tích vậy? Anh Hùng tìm bạn suốt đó. Anh Dương!
nói cái gì vậy? Sao không đi lấy đồ cho khách đi, đứng nhìn chăm chăm vậy? Nhanh lên. Em thông cảm nha. Bây giờ anh sẽ lấy những cái bộ sưu tập mới để cho em xem nha. Khỏi xem. Lấy cho em 5 mẫu mới nhất. Nhưng mà sai thì... Còn sai. Em nghĩ nhân viên anh sẽ biết chọn sai như thế nào cho vừa. Ôi trời ơi, cảm ơn em nhiều. Tính tiền. Anh Dương, soạn đồ cho khách nha. Trả lại em, cảm ơn nhiều nha. Dạ, anh có thể gửi số đồ đến địa chỉ này giúp em được không? Được chứ, được chứ. Không sao đâu mà, để anh gửi cho. Em cảm ơn anh nhiều nha. Anh Dương, hôm nào rảnh mình mời bạn đi cà phê nha. Mình thấy chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua đi, để mà sống thoải mái. Chứ nhìn bạn như vậy mình thấy xót lắm. Ngọc My, tập 1 Web Drama đã cho chúng ta thấy Ánh Dương là một cô gái bất hạnh khi chồng sắp cưới và bạn thân phản bội lại cô. Giờ là lúc các bạn sẽ trực tiếp vote cho Ánh Dương sẽ là cô gái nào sau đây. Ánh Dương là sinh viên đại học đã ra trường. Cô đang đi kiếm việc làm và tạm thời làm công việc bán thời gian ở cửa hàng Adam Store. Sau chuyện đổ vỡ, cô thay đổi hình tượng nhu mì bằng hình tượng một cô gái tomboy. Ánh Dương là một cô gái đã trên 30 tuổi. Vì bị phản bội mà không còn tin vào tình yêu, cô quyết định chọn cuộc sống độc thân khép kín. Ánh Dương là một single mom. Biết Ngọc Hùng ngoại tình, cô biến mất và cũng là lúc phát hiện mình có con với anh. Cô âm thầm hạ sinh bé gái và nuôi con một mình. Tập 1 Web Drama đã cho chúng ta thấy Ánh Dương là một cô gái bất hạnh khi chồng sắp cưới và bạn thân phản bội lại cô. Sau 10 ngày thăm dò ý kiến khán giả, chúng ta cùng đón xem Ánh Dương nào đã nhận được nhiều lựa chọn nhất. Ánh Dương option 1, cá tính, sinh viên mới ra trường. Ánh Dương option 2, trên 30 tuổi và vẫn độc thân. Ánh Dương option 3, một bà mẹ đơn thân. Và lượt bình chọn được nhận nhiều nhất là... Ánh Dương, chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua đi, để mà sống thoải mái. Chứ nhìn bạn như vậy, mình thấy xót lắm. Ngọc Minh, sự tức giận chỉ làm cho mình trở nên ngu ngốc. Đối những đứa như vậy, im lặng mới là ngu á. Không phải chuyện của anh, đừng có đó mà xí vô, biết. Nhìn đồng phục của cô thì tôi biết cô không phải là khách hàng. Một nhân viên như vậy thật là thô lỗ. Ừ, tôi là vậy đó. Rồi sao? Có nhiều người muốn Ánh Dương là một cô nàng cá tính, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà Ánh Dương cá tính á, chỉ đứng thứ hai sau lượt bình chọn thôi. Chia tay các bạn vậy. Thật ra tôi còn muốn đánh con nhỏ đó lên bờ xuống ruộng. Ngọc My, gì vậy? Mình nên can hay là đi ra luôn? Đồ thất bại. Tôi chưa bao giờ trách Ngọc My cả. Cô ấy xuất hiện giống như là một phép thử cho tình yêu của tôi vậy đó. Chỉ tiếc là phép thử này dường như đã hạ gục tôi rồi. Biến thái chuyên đi theo mấy cô gái đẹp đúng không?
rẻ tiền, còn xin số điện thoại nữa chứ. Quá. Của vì gái là cái mất tê tái. Cái điện thoại. Trời ơi, không phải. Trời ơi, tôi xin lỗi anh, tôi không có biết là. Trời ơi, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái gì tôi cái anh bị mất điện thoại. Không, tôi trời ơi, thiệt tình. Tôi là tôi xui dữ lắm, ai mà dính vô tôi là cũng bị xui theo à. Mất rồi thì thôi. Không phải, nhưng mà thật sự là tôi không có biết cách nào để mà tôi đền lại điện thoại cho anh á. Tôi thôi, như là em sợ anh đi. Không phải, nhưng mà nó mất. Không phải, nhưng mà điện thoại cả. Anh sẽ nói sao? Có gì mà ngại? Tôi chỉ e là đã dám quay lại đây và dám đương đầu với nỗi ám ảnh. Được, có chi phí của anh nè. Mì thứ 199 đồng nghĩa với việc 199 ngày qua anh đều đặn tới đây. Anh không ngán à? Ngán. Cuối cùng anh cũng là người bình thường. Tôi tưởng anh dị nhân không đó. Tôi chỉ ngưng ăn bánh mì khi nào Mẫn đồng ý hẹn hò với tôi mà thôi. Nếu vậy anh phải tới đây ở luôn rồi, bởi vì ngày đó lâu lắm tôi không tìm ra được lý do để hẹn hò với anh. Không có lý do. Tôi khỏe mạnh, nghề nghiệp ổn định, sống lành mạnh, có hộ khẩu thành phố nữa. Không tìm hết thành phố này không có người nào đủ điều kiện giống như tôi đâu. Anh nói đúng, mà tôi đâu có đi tìm. Tôi xin tôi ít tiền đó thì về công đi. Không nói chuyện nhiều được, quản lý nhìn thấy sẽ la tôi. À, nhưng mà nếu có cái cớ hợp lý thì có thể đứng nói chuyện thêm. Cớ gì? Ăn thêm ổ nữa. Tôi ngán rồi. Hết chuyện. Gì đâu ngán. Muốn con bạn tôi đồng ý á thì phải ăn tới ổ thứ 200.000 là bạn tứ siêu lòng liền. Gì đâu á? Cố lên. Cố lên. Thôi, bởi ta nói tình yêu chỉ đẹp nhất là cái khoảng thời gian thả thính thôi à. Dễ thương mà. Ê, ăn bánh mì không? Nè, ăn bánh mì không? Trời ơi nè, tôi đâu có phải thả thính với ai chi đâu mà ăn bánh mì. Không có người ta hỏi thiệt chứ người ta đâu có kêu thả thính gì ở đây. Thôi tôi không có nuốt nổi 199 ổ đâu ha, đi qua đây. Ôi trời đất ơi. Ôi trời. Ê. Gì? Không ủi quần áo luôn hả? Trời ơi kệ đi, bây giờ hả tôi vậy nè, có ai thèm quan tâm đâu. Hey, tháng sau đi Nhật không? Ngắm hoa anh đào nở. Thiệt á? Ừ. Thôi, nếu vậy thôi, đi Las Vegas đi. Jennifer chuẩn bị làm concert đó. Thiệt. Tào lao á. Bà mới tào lao á. Thì tôi ráng tôi kiếm chuyện tôi đu theo bà chứ bộ. Trời ơi, ở đây hai đứa mình nói chuyện ha, người ta nhìn vô tưởng giống như hay là tiểu thư vậy đó. Thôi đi. Người ta kiếm chuyện để nói cho bà vui chứ bộ. Vui cái gì nè, bà nhìn tôi đi. Không có tâm trạng nào mà vui hết trơn á. Vậy có ăn bánh mì không? Hay là uống nước gì? Thôi như cũ đi.
ok. Cũng thường thôi. Nè, tôi đang nói chuyện với cô, bỏ đi đâu vậy? Ủa, hồi tụi mình có quen biết nhau hả? Không quen, tôi cũng không có nhu cầu quen cô. Tôi tới đây là thay mặt cho anh Philip nói với cô là... Yên, em đã hứa với anh là anh không có can thiệp vào chuyện này mà. Em biết là như vậy, nhưng mà anh phải rõ ràng trong chuyện này, không là em khó chịu lắm. Mà thôi, không sao, để em nói chuyện với cổ. Yến, chẳng lẽ họ đang nói tới cái người mà để lại mảnh giấy ở trên bàn? Cà phê nóng hổi vừa thổi vừa uống tới rồi đây. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra là anh phải nói mọi chuyện rõ hơn với em. Không, tôi biết, nhưng mà thật ra là hai người đang là... anh buông tay tôi ra làm cái mình gì vậy? Mình ra ngoài mà nói chuyện cho dễ hơn. Cậu nói anh buông tay ra. Anh không nghe hả? À, hóa ra người mà mẹ muốn anh lấy đã có người yêu rồi. Cô là gì của anh vậy? Là một người bạn. Bạn? Vậy thì tại sao anh lại để cho bạn của mình can thiệp sâu vào chuyện của anh quá vậy? Tôi nghĩ là... hay là mình thử tìm hiểu nhau đi. Biết đâu được, có kết quả tốt thì sao? Tập 2 đã cho thấy Ánh Dương bất ngờ gặp hai chàng trai. Xuân Hồng, một anh chàng bí ẩn luôn xuất hiện bất ngờ và đúng thời điểm, rồi vô tình rơi vào cuộc tình tay ba giữa Philip, hay Yên và người vợ sắp cưới mà anh chưa bao giờ thấy mặt. Còn bạn thì sao? Option 1, bạn muốn Ánh Dương sẽ có một mối tình với anh chàng bí ẩn Xuân Hồng. Hay Option 2, một cuộc tình tay ba hứa hẹn đầy sóng gió với Philip. Hãy comment ngay bên dưới phim bình chọn của mình. Nội dung bộ phim đang nằm trong tay bạn đó. Điên thiệt mà. Hey, không hiểu sao tự nhiên lúc đó mình ghen, mình dám nói vậy luôn á. Sao mình khùng dữ vậy ta? Anh Dương, cái gì vậy? Ủa sao vậy? Bữa nay em bị gì mà sao tự nhiên đứng cười mình vậy? Đâu có gì đâu. Có chuyện gì phải không? Đúng không? Không có gì hết. Xạo nè, nhìn mặt là biết rồi nè. Trời ơi, tự nhiên cứ đứng thơ thơ thẩn thẩn, mình là có chuyện rồi. Nói anh nghe đi, có chuyện gì vậy? Thật ra dạo gần đây ừ, nhiều chuyện nó ập tới em cùng một lúc. Cho nên là tam em... tai hả? Tầm bậy tầm bạ. Chứ làm sao? Nói chung là những cái tình tiết nó xảy ra mà mình giống như là anh coi phim vậy đó.
Phim? Ừ. Phim? Trời ơi, là sao? Thôi hiểu rồi. Thấy cười tủm tỉm là biết rồi. Điều này là chắc là có một soái ca đang cua em đúng không? Đúng không? Đó, nói trúng tim đen luôn. Chứ sao? Lúc nào cũng vậy. Mở miệng ra một cái là soái ca, là trai, là trai. Liên tưởng lẹ lắm. Thôi đi, không có đâu. Thôi đi, anh biết em rồi. Chỉ có đàn ông mới làm cho em ra nông nổi vậy thôi. Nè, anh Quang Lý. Anh Dương. Làm gì vậy? Anh Dương. Em có biết rằng anh đã để ý em từ lâu lắm rồi không anh Dương? Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia cứ dây quanh anh, nhưng mà họ chỉ nghĩ đến tiền và danh vọng của anh mà thôi. Wow. Chỉ có một mình em, chỉ có một mình em là nghĩ đến cảm xúc của anh thôi anh Dương à. Anh quản lý, em biết. Em biết anh là một người rất là lịch lãm. Đúng vậy. Và có đôi phần mức mức. Nhưng mà em biết anh rất giàu tình cảm. Đúng, cái gì anh cũng có cả. Chỉ có tiền là không có thôi. Dễ quê không? Trời đất ơi à, không bao giờ mà hợp tác cho tới nơi tới chốn chưa? Hợp tác cái gì, anh làm ơn đi. Cuộc đời em chưa đủ khổ hả? Nè nè, nói cho cô nghe nha chưa. Cô đừng có mà chọc quê tôi nói cho cô biết. Thời buổi bây giờ mà kiếm được một người đàn ông vừa lịch lãm, vừa đẹp trai, vừa dễ thương như tôi á, xin lỗi à, khó à. Thì bởi vậy em biết, cho nên em đâu thèm kiếm làm gì. Trời đất ơi, nói gì mà nghe được hả? Nè. Vậy? Đừng có mà dở cái trò đó nữa nha chưa. Trời im vậy? Lặng là sao, mỗi lần nói chuyện là cứ im lặng khinh thường tôi hả? Mệt quá, đã nói là không có chuyện gì hết. Đừng có xạo, có chuyện gì nói nghe. Cô cứ như vậy hoài á, cô có biết là cái máu nhiều chuyện của tôi nó sôi lên rồi không hả? Có chuyện gì đâu, không lo đi làm đi. Mệt. Nè anh Dương, nói tôi nghe đi. Mệt quá nha. Nè mà... có khách kìa. Dạ Adastar xin kính chào. Làm gì có khách anh Dương? Rất là xạo. Ủa ôi dạ, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Một. Gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Ê, cái gì vậy? Ê trời ơi. Trời. Cái gì vậy? Cô Huệ Mẫn, cô rảnh quá đúng không? Bây giờ là đang là giờ làm việc mà, sao cô cứ bỏ cửa tiệm cô qua đây tám chuyện qua gì hả? Cô có biết là ở đây có camera không hả? Trời ơi, sếp mà nhìn thấy được là trừ lương tụi tôi làm sao? Im lặng đi. Có thấy tôi đang hình sự không? Trời ơi. Nói nhiều. Có chuyện gì hả? Xảy ra. Cái gì vậy? Cam. Hey. No cam. Gì vậy Quỳ Mẫn? Trời ơi, người ta màu trắng mà nó kêu màu cam con này. Ủa sao kỳ vậy ta? Có vụ gì mà tụi nó bí ẩn vậy trời? Biết tôi nhiều chuyện mà cứ thiệt tình. Có chuyện gì vậy? Mày trốn ông Hoàng nữa đúng không? Có chuyện gì nghiêm trọng dữ vậy? Tôi đang điều tra. Ủa? Bộ nghĩ bán bánh mì rồi hả? Ba mì giòn, mãi mãi trường tồn. Vậy chứ điều tra cái gì? Ừ. Một nghi phạm. Nghi phạm? Thôi, trời ơi, phải báo công an, phải báo công an. Thôi, thôi. Cái gì? Nói nghe nè, báo công an là đúng. Tại vì nhiều khi bà chưa có điều tra ra được là hả nghi phạm hả đã thủ tiêu bà rồi. Đúng rồi, cái này người ta gọi là giết người diệt khẩu đó. Cái gì vậy? Ủa sao cái miệng của em lên dữ vậy? Bà có ăn mắm ăn muối không? Không. Cái gì vậy? Cái dòng nào mà nước ngang qua mà lạnh quá vậy? Có, trời ơi, cái máy lạnh. Bước chân luôn. Bây giờ sao? Bây giờ tận dụng hết tất cả những gì có thể, cầm ném quăng nghe chưa? Chuyện gì vậy? Dạ xin kính chào quý khách. Mong quý khách thông cảm điện có vấn đề. Ủa? Hey, quen. Trùng hợp vậy? Hai. Lại gặp nữa rồi. Chào cô. Hai ba gì tính sao đi. Tiếp tục công cuộc tìm nghi phạm. Nãy giờ tự nhiên bị cái vụ cúp điện làm tôi cuốn theo à. Gì đi. Ủa đi đâu vậy? Xin cho anh Dương nghỉ một chút nha. Tôi có việc cần anh Dương lắm. Em đi nha. Ê nè, trời đất ơi, đang giờ làm việc mà. Ê, đi đâu vậy? Nè, cứ đi với tôi đi. Nhưng mà không lẽ là bà muốn tiếp chuyện với cô gái đó? Không phải, nhưng nhìn mà nhìn là thấy cũng không có gì vui vẻ rồi. Nhưng mà tôi đang làm. Trời ơi,
chuyện này quan trọng hơn. Đi đâu vậy? Yên tâm đi, đi với tôi không có uổng phí đâu. Điều tra hả? Để ra một bất ngờ cho bà đó. Chặn nha. À, không biết là quý khách mà cần mua món gì để tôi tư vấn cho hả? Em tới đây á, không phải để mua đồ. Hả? Em đến đây là để thay thế vị trí của anh đó. Thay thế vị trí của tôi? Công nhận, cô vừa xinh đẹp mà lại có khiếu hài hước nữa. Tôi rất là ghét cái thái độ trao đổi với khách hàng của anh một cách quá cường điệu. Tôi nghĩ là tôi sẽ phù hợp hơn với nơi đây đó. Cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Cường điệu gì ở đây? Cô nhỏ tuổi hơn tôi. Đọc tin nhắn đi kìa. Hay đi theo Ánh Dương sao? Tại sao bộ dạng này khác với cái người mình đã gặp quá vậy? Không được, để coi anh ta là ai. Cô này đi đâu mà trông gấp gáp quá vậy? Không lẽ Huệ Mẫn có chuyện gì? Phải đi theo bảo vệ Mẫn Mẫn của mình mới được. Nhưng mà có nghiêm trọng đến vậy không? Gì vậy Mẫn? Mẫn? Thôi mà. Mẹ, Mẫn. Trời thiệt. Làm gì vậy? Hồi nãy bà nói tôi hơi rảnh nổi xanh không nổi. Làm gì giờ bồn chồn lo lắng vậy? Không phải bồn chồn, nhưng mà tự nhiên đi vô đây rồi không lẽ hả? Kiếm cái anh bóc dài rồi nói nè anh là ai? Cái gì mà sổ sàng quá vậy? Có sao đâu, mình cứ hỏi tới đi. Chính nghĩa không sao gì? Không phải nhưng mà... chính nghĩa mà. Chào hai em, hôm nay hai em đến định tư vấn dịch vụ làm đẹp sao? Dạ, dạ. Thấy chưa? Cái gì thấy đẹp quá trời. Hey, Du. Nhìn Du cũng không lớn hơn tụi mi bao nhiêu tuổi đâu, nên đừng có gọi bằng em. Mẫn, xưng tên đi. Vậy hỏi gì hỏi đi, nói đi. Dạ chị, tụi em vô lộn chỗ. Xin phép tụi em tạm đi ra. Xin lỗi làm phiền. Vậy hai bạn không đến đây để định làm đẹp sao? Gì? Dạ không. Nhìn tụi mi không có giống như là những cái người mà chịu bỏ tiền ra làm đẹp hả? Bộ nhìn tụi mi là nghèo lắm hả? Nhìn bèo như cái bánh xèo hay gì? Ê, nói gì mà đứng quá vậy? Thôi đi về đi, kỹ quá hả? Dạ xin lỗi chị. Đi. Phải đó. Vô đây làm đẹp mà. Hey, Du. Bây giờ ở đây có những cái dịch vụ gì á, Du nói nhân viên của Du tư vấn cho tụi mi đi. Vậy mời hai bạn vào ghế ngồi, sẽ có nhân viên tư vấn nha. Ok, ngồi. Khách hàng là thượng đế mà. Ở đây có sữa gì đó, bác sĩ nhìn tụi em rồi bác sĩ cho tụi em biết luôn đi. Bác sĩ cứ tư vấn rồi tụi em sẽ chọn lựa. Như em thì có thể làm trẻ hóa da, ngăn ngừa lão hóa da.
thì ở đây có thể làm dịch vụ lăng kim hoặc là làm laser fractional CO2. Nghe sắm không hiểu gì luôn. Cái gì bi như xuân như vậy? Thôi, bi là bi với chị, bi là bi nó làm cho mình căng móng da. Còn nâng cơ là hai phu á, nghĩa là mình cho mình những người mà trẻ hóa lại, nâng cái cơ mình lên. Chà, mấy cái đó chắc mắc ha. Hôm nay có chương trình khuyến mãi tắm trắng á chị. Wow. Tắm trắng. Tắm trắng mà được khuyến mãi hả? Tôi với bà có nên tắm cho trắng hơn nữa không? Trong mắt tôi Mẫn đã đẹp lắm rồi. Ủa, sao xuất hiện bất thình lình y như ông tiên vậy? Đúng rồi. Nè, anh theo dõi tôi hả? Có theo nhưng mà không có giỏi. Nói vậy cũng nói được hả? Nè, đừng có xạo sự nha. Nè. Ở đây là chỗ làm việc. Hai người muốn tình tứ cái gì á, ra ngoài đó nói. Cái gì mà tình tứ vậy chứ? Anh Dương, tôi biết là cô đang sầu não, không tự tin vào bản thân mình. Cô đi thẩm mình ý là đúng rồi, kéo quệ Mẫn của tôi đi thà làm gì nữa. Nè, tôi không phải kéo vô đây nha. Tôi là... Được rồi, ai làm người đó chịu. Là tôi đó. Tôi muốn đi làm đẹp á, tôi kéo Ánh Dương theo á, được không? Cái gì? Mẫn muốn đi làm đẹp? Cho hai xúc tắm trắng đi chị. Ở mặt như chỗ bánh tráng vậy. Được. Anh Hoàng tới đúng lúc. Cảm ơn anh Hoàng nha. Có nhà tài trợ rồi. Chị, vậy cho em hai suất tắm trắng có khuyến mãi nha. Đi. Đi đâu? Hai suất này là của tôi và Huệ Mẫn mà. Hả? Ủa sao tự nhiên tôi bị ra rìa vậy? Mẫn. Trời ơi. Ê, phải. Nhưng mà mục đích mình tới đây. Thôi được rồi. Hôm nay ngoài chuyện đến đây làm dịch vụ, tụi tôi còn muốn kiếm người nữa. Cái gì? Ngoài anh ra em còn tìm thêm người nào nữa hả? Là một người đàn ông có mái tóc dài với vẻ ngoài khá là bụi bặm. Người đó đã hứa sẽ che chở bảo bọc cho bạn tôi suốt đời. Cái gì vậy? Có nói luôn hả? Gì vậy Mẫn? Rồi, ở đây đợi bạn tóc dài của mình. Hai đứa mình đi tắm trắng. Đi. Bỏ nó ở đây mình rồi. Kệ. Mẫn. Dạ, thật ra là bạn em muốn nói tới cái người mà tóc dài rồi cái mặt hơi bụi bặm hồi nãy thấy đi vô trong đây á chị. Vậy là em kiếm em trai của chị. Em trai? Đúng rồi. Dạ. Xuân Hồng đang ở trên lầu đó, em lên gặp đi. Trên lầu? Ủa? Sao tự nhiên mình trở thành người đi kiếm anh ta vậy? Đâu có được. Đúng rồi, bà Mẫn. Trời ơi, tự nhiên khi không hả? Thôi mình tới đây rồi cái bỏ mình vậy đó. Trời ơi, còn về đi làm nữa. Tôi bị đủ việc là bà nuôi tôi đó nghe chưa Mẫn? Mẫn. Có trong đó không? Mẫn, ở phòng nào vậy ta? Hỏi Mẫn. Bộ tắm trắng là bận vậy hả? Dạ đúng rồi, tắm hả? Công trình hơn 20 năm diễn trình. Thôi kệ, cho Huệ Mẫn thấy cô không sao. Biết sao cũng là người một nhà mà. Ủa, có cái giường vậy ai tắm trước ai tắm sau? Thôi, nhường Huệ Mẫn tắm trước đi. Ở đây đứng nhìn cũng được. Dạ không sao anh, tại vì bên em là tắm trắng là nam riêng nữ riêng, cho nên là không có gì ngại hết anh. Nam nữ tắm riêng hả? Dạ. Dạ đúng rồi, tắm riêng anh. Em mời anh. Chị muốn chăm sóc da mặt thôi, không đổi dịch vụ cho chị nha. Ủa? Ra là anh đó Xuân Hồng. Coi như tôi tới lộn chỗ đi. Nè, anh tới làm gì tôi? Anh tới sàm sỡ tôi đúng không? Bây giờ thì tôi biết rồi, đây mới là cái bản chất của anh đúng không? Cô mới đang sàm sỡ tôi đó.
Thật ra tôi tới đây á là tôi chỉ kiếm bạn của tôi thôi ạ. Tìm bạn? Ừ. Một anh chàng tóc dài, bụi bụi, phong trần, mà đẹp trai nữa đúng không? Tôi đã nói với cô rồi, chuyện mà tôi bị mất điện thoại. Ê, nè. Trả như thế nào? Ê, tôi... Tôi sẽ nói sau. Ê, nhưng mà... Nhưng mà tôi không ngờ cô lại tự tìm tới đây. Nè, anh giữ tự trọng nha. Vậy là... Tôi la lên đó. Cô cứ la đi. Ê, đây là nhà của tôi anh mà. Anh làm gì vậy? Nè, xuống học. Tôi la lên thiệt đó nha. Tôi chết chắc nè. Rồi. Sơn Hồng lại gây bất ngờ với chúng ta khi vẻ ngoài lịch lãm luôn xuất hiện trước ánh dương không phải là con người thật của anh ấy. Giờ là lúc khán giả bình chọn option 1, Xuân Hồng thật sự giở trò xấu xa với ánh dương. Option 2, Xuân Hồng chỉ chọc ánh dương vì bất ngờ gặp cô ở spa nhà mình. Bằng mọi giá, tôi sẽ có được trái tim của ánh dương. Vậy sao? Nhắc cho anh nhớ, ánh dương đã đề nghị tôi và cô ấy tìm hiểu với nhau. Nói cho anh biết, tôi cũng có tình cảm với ánh dương ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô ấy là một người con gái rất là tuyệt vời. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là các bạn khán giả chọn ai kìa. Đến lúc khán giả bình chọn và nhận xét về bộ phim rồi. Và đừng lo, Philip sẽ trở lại ở tập 4 Love 2019. Tin vui là năm nhận xét hay nhất sẽ được chúng tôi dành tặng mỗi người là một voucher sử dụng dịch vụ tại thẩm mỹ viện Anh Thư. Tôi còn muốn kiếm người nữa, làm một người đàn ông có mái tóc dài với vẻ ngoài khá là bụi bặm. Vậy là em kiếm em trai của chị. Em trai ở phòng nào vậy ta? Hỏi mẫn. Chuyện mà tôi bị mất điện thoại. Ê nè. Trả như thế nào? Ê tôi. Tôi sẽ nói sau. Ê nhưng mà Nhưng mà tôi không ngờ cô lại tự tìm tới đây. Nè anh giữ tự trọng nha. Vậy là... Tôi la lên đó. Cô cứ la đi. Ê, đây là nhà của tôi anh mà. Anh làm gì vậy? Nè xuống học. Tôi la lên thiệt đó nha. Cô chết chắc nè. Rồi. Nè. Đồ biến thái. Đồ bệnh hoài. Đồ biến thái. Giận xíu. Mà đã đau quá vậy. Thôi Mẫn, trời thấy gì vậy? Trời ơi, người ta mới thư giãn xong ra gặp bạn cái làm hết hồn tim thồng trở lại hả? Thôi đi, tôi đi tìm bà từ nãy giờ. Nói nghe nè, Xuân Hồng là một tên biến thái. Đi lẹ. Vậy gì vậy? Nó, hắn làm gì bà? Hồi nãy, hắn ta tính xàm xỏ tôi. Hơn là tôi lên gối một cái. Không thôi là chết rồi. Đi về lên. Thôi, làm quá quá. Tôi nói thiệt. Nghĩ sao vậy? Đàn ông sức của họ rất là mạnh. Nếu mà hắn thực sự xử bà là bà không có chạy xuống đây được đâu. Xử luôn rồi, hiểu chưa? Thôi, nói chung là tôi cũng không có thích cái kiểu giỡn đó. Đi về, tôi còn về đi làm nữa đó. Hay, ổn không vậy? Trời ơi, anh Hoàng thì chờ chút xíu để ổng xuống rồi bà mới thấy được chứ. Có gì đâu mà lo dữ vậy. Trời ơi, sống lo. Ai biết tắm trắng là tắm cái gì trọng chứ. Da của ảnh hả, dễ bị dị ứng lắm á. Không biết nè, hỏi đi. Hỏi anh ta là biết liền gì. Chị. Dạ. Bạn em á, tắm trắng nãy giờ sao lâu quá vậy chị? Có khi nào bị dị ứng rồi đang ngồi trên gãi hay lột da gì không? Hey, nói gì vậy? Dạ không chị, chị yên tâm đi, bên em á giờ là dùng sản phẩm tự nhiên, chiết xuất từ thiên nhiên không à. Không có dị ứng đâu. Đó, nghe không?
chiết xuất từ thiên nhiên không đó. Tại vì tắm trắng thì phải có thời gian chị đó, sẽ chờ hơi lâu một tí. Thiệt nhỉ. Hên quá. Để cái tay đây kịp. May là tôi chụp kịp, không là đền chết luôn á. Không có đâu chị, chỉ có mấy trăm thôi chị. Cái sản phẩm này là dùng để mình giải độc gan á, uống vô nó sẽ tốt gì cho gan của mình đó. Rồi những ai mà uống rượu nhiều, rồi da mình bị mụn, da sạm, nó uống vô nó sẽ làm cho sáng da, rồi da mình sẽ đẹp lên. Trời, này làm đẹp da nữa hả? Dạ đúng rồi chị. Nó nghe nè, cái này hợp với tôi với bà lắm á. Tại tụi mình nhậu nhiều. Ai nói vậy? Nhậu nhiều có bà nhậu nhiều thôi. Chẳng qua là tôi là bạn tốt của bà, tôi đu theo nhậu cùng bà để cho bà bớt buồn thôi. Bà nói tùm lum vậy, anh Hoàng anh nghe được là tôi mất một vệ tinh đó nha. Trời ơi, vệ tinh Huệ Vân. Anh như vậy đã hài lòng em chưa? Bạch công tử. Mẫn mẫn cô nương. Hai người làm cái gì vậy? Ở đây là thẩm mỹ viện nghe chưa? Còn hai người tính đóng phim tình cảm hả? Đi về, nhanh lên. Đi về nhanh lên. Huệ Mẫn. Đi về. Anh Hoàng. Huệ Mẫn. Anh Hoàng. Huệ Mẫn. Tính tiền nha. Thấy bà buồn, chọc bà làm chi, rồi bây giờ mình là người buồn nhất à. Anh Tâm. Thôi mà. Anh đừng có la em. Em hứa là lần sau em sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa. Nha. Thôi mà, xin lỗi mà. Nói nghe nè. Nếu vậy giờ thả anh la anh chửi em đi, cho anh đừng làm mặt đó. Lần sau có muốn thì cũng không còn cơ hội nghe tôi la nữa đâu. Thôi nha. Nói gì vậy? Em thấy vợ không có vui rồi đó. Anh nói sự thật đó. Bởi vì từ nay em sẽ thay thế vị trí của ảnh. Hả? Ừ. Cô. Em tên là Hải Yến, nhưng mà lúc làm việc phải gọi em là quản lý. Em không thích ai gọi tên mình hết. Thì đúng là như vậy. Anh vừa nhận lời với sếp là sẽ ra ngoài Hà Nội để mà quản lý cơ sở mới mở ngoài đó. Nhưng mà sao chuyện này xảy ra đột ngột quá vậy? Có gì đâu mà đột ngột hả chị? Em biết chị làm việc ở đây, cho nên em xin vô đây làm đó. Thú vị không? Em theo dõi chị đúng không? Ừ, đúng rồi. Ủa mà sao chị biết vậy? Em theo dõi chị cũng đúng thôi. Thì tại vì chị là vợ sắp cưới của bạn trai em. Không phải, của bạn em. Cho nên á, em phải theo dõi chị. Lỡ đâu chị nói xạo Philip thì sao? Cái gì? Vợ sắp cưới? Ủa là vậy là em sắp lấy chồng hả? Đúng rồi. Cưới cái gì mà cưới? Không có. Chứ sao? Phải. Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Anh Philip đi mời hết rồi, in thiệp hết rồi chị. Cái gì? Ủa? In thiệp này... luôn hả? Ủa chuyện này anh không nói với chị hả? Ủa gì ngồi vậy? Hai người không có bàn bạc gì với nhau luôn hả chị? Ôi trời ơi, nhìn cái mặt này lấy về là ấm ức lắm. Cái này là hình nộm rồi. Không lẽ cô ta nghĩ mình là vợ sắp cưới của bạn cổ? Mình chỉ bực mình rồi nói cho có thôi mà. Chị Ánh Dương, vậy là từ mai á, chị em mình sẽ gặp nhau hoài luôn đó. Cho nên chị em mình phải hỗ trợ lẫn nhau, giúp cho Adam Store càng ngày càng phát triển hơn nha chị. Hợp tác nha chị. Chị cũng rất vui hợp tác với em. Em ơi, cho anh hỏi có Hải Yến ở đây không em? Hải Yến mới vừa đi ra ngoài á. Em ơi, vậy là em là nhân viên ở đây hả? Hải Yến cứ kêu em tới đây lấy đồ á.
À, hình như là anh lấy đồ màu xanh đúng không? Ờ, đúng rồi. Vậy thì may quá. Đây nè, đồ của anh nè. Ờ, hình như anh thấy em quen quen thì phải. Ờ, à, có gì đâu mà quen. Giọng tôi... À, anh nhớ rồi. Hình như em là cô gái... nhân viên của Adam Store. Cũng chính là người muốn hẹn hò với anh. Em với Hải Yến làm việc chung một chỗ hả? Chắc là em gặp Hải Yến rồi phải không? Ừ. Nhìn thái độ của em, hình như em không thích Hải Yến cho lắm thì phải. Nói đúng hơn là cô ta không có ưa tôi. Nhìn thôi là tôi biết hả, cô ta rất là thích anh. Rồi khi khổng khi không hả, tôi từ trên trời rơi xuống. Rồi cái hả bị cổ nói là... Là vợ sắp cưới của anh. Ờ, đúng rồi. Thật ra ngay từ đầu anh đã biết em không phải là vợ sắp cưới của anh rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy á. Chứ ai đời vợ sắp cưới của mình mà cũng không biết là lạ lắm á nha. Thật sự là anh và cô ấy chưa từng gặp nhau. Ừ? Em tin hay không thì cũng được. Nhưng mà anh biết có một người tin 100% em chính là Dương Thảo đó. Mà thôi, chuyện của mấy người á, tôi không có rảnh xen vô đâu. Với lại giờ, tới giờ tôi đóng cửa rồi. Anh về đi. Philip. Ủa anh tới rồi hả? Anh lấy đồ chưa? Ừ, lấy rồi á. Thì bây giờ đêm đi ăn, đêm đó bụng quá à. Ừ, cũng được. À, hay là em đi ăn chung với tụi anh luôn đi. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người gặp nhau mà. Thôi, hai người đi ăn đi. Tôi no rồi. Chị Ánh Dương, có phải là chị đang ngại tại vì có sự xuất hiện của em không? Không có. Philip, chị Ánh Dương chỉ bận rồi kìa. Mình đi ăn đêm đó bụng quá à. Đi anh, đi. Được rồi. Có phải anh Dương không? À, dạ đúng rồi anh. Có người nhờ bút xe nhờ anh đón em về. À. Em lên xe đi, em lên xe đi. À, dạ. Wow. Như vậy là tối qua có người kêu xe tới đón bà về à? Ừ. Chà chà chà. Sao Đào Hoa rất trúng đầu bà đỡ không kịp rồi. Trời. Nè. Ta. Nếu mà đã gọi là Đào Hoa thì đáng lẽ là phải tới tận nơi đưa tôi về luôn chứ. Con đằng này hả, chỉ kêu xe đưa tôi về, người thì ẩn ẩn hiện hiện, không có rõ ràng, giống như là hả, làm màu tạo nét vậy đó. Khô khan. Gì vậy? Cái con người thiếu kiến thức về tình yêu. Trời ơi. Tôi nói bạn nghe nè, đàn ông á, có những cái tiếp người họ rất là lãng mạn và tinh tế, và họ quá tự trọng. Cho nên là họ sẽ chắc ăn bằng cách là họ kêu xe tới đón bà thôi. Tại vì họ đâu có biết được là khi họ xuất hiện trực tiếp trước mặt bà, có hợp nhãn của bà không, có hợp gu của bà không, hay là bà dội ngược rồi hả, bà lắc đầu, bà không chịu đi theo người ta, có phải là người ta ăn nguyên một cục nhục vô mặt không? Ha, quá đúng rồi còn gì nữa. Nghe chuyên gia tâm lý phân tích một cái là thấy logic liền. Chuyện bà khen thừa. Ê. Ê, dạo này thấy lạ lắm nha. Tôi thấy ấy lạ lắm á nha. Điều đà hẳn ra. Ủa, người ta điệu xưa giờ mà. Cái yêu mà đúng không? Dạ, tôi đã không lầm thì người đàn ông đó không ai khác chính là anh Hoàng. Người hằng ngày tới mua bánh mì Babylon đúng không? Đúng không? Ôi bà chúng ta yêu quá mà. Trời ơi, tôi giấu kỹ như vậy tại sao bà biết vậy? Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, tao đụng chút tim đen, coi kìa, coi nhảy dừng lên kìa. Nè, người ta giấu thì giấu trong túi nè. Ta giấu trong góc nè, ngã ba ngã tư. Nghĩ sao giấu trên cái khuôn mặt. Trời ơi, tao nói hai cái mặt là cái mặt tiền hiểu không? Nó lộ ra hết rồi, tôi nhìn là tôi biết rồi. Trời ơi, ghê nha. Ghê gì chứ? Chẳng qua là từ cái giây phút đó, cái giây phút ở trong thẩm mỹ viện anh Thư, cái ngày mà anh ấy lột xác trước mắt tôi
tự nhiên tôi phát hiện ra tôi có sao xuyến với cái ngu đó. Vậy rồi sao anh Hoàng đó? Gia đình ảnh sao? Rồi gia thế ảnh như thế nào? Ảnh làm việc gì biết không? Ai biết? Trời đất ơi, tự nhiên hỏi ngang xương vậy. Gì kỳ vậy? Sao tôi biết được? Hỏi tôi. Đáng lẽ là bà phải tìm hiểu rồi phải biết rõ nguồn gốc của ảnh là như thế nào chứ. Nói đi. Cũng à, mình là con gái con đứa, còn người ta là con trai. Tự nhiên người ta cũng chỉ là khách tới mua bánh mì của mình thôi, rồi mình đi mình hỏi han quan tâm kỹ quá rồi. Trời, người ta nghĩ là mình thích người ta đó, hiểu không? Tôi nói bà nghe nha, cái tuổi đàn ông con trai là cái tuổi sinh vật á hả? Rối nhất, quá đẻ nhất trong cái vũ trụ này. Nó biết mình thích nó hả? Nó chảnh cái mặt lên, nó leo lên trên đỉnh đầu mình nó ngồi đó, biết không? Ủa vậy sao hả? Lúc trước á, khi mà hả biết chuyện của tôi với là anh Hùng đó, rồi cái bà phân tích tôi, ở đàn ông á là phản bội như thế này như thế kia. Rồi sau này nếu như mà có tìm hiểu ai là phải nói cho bà biết, rồi bà phải coi mặt rồi xem mặt bắt hình dung. Bây giờ tới cái chuyện của bà, tự nhiên bà không biết gì về người ta hết. Vậy có phải là chuyên gia tâm lý không? Ờ ha. Tự nhiên bà nói cái tôi thấy nhột ngang vậy nè. Đúng rồi. Đi. Vậy gì vậy? Nè nè nè. Đang nói chuyện ông Hoàng đi đâu? Điều tra thân thế ông Hoàng. Ôi, khoan. Nghỉ bán bánh mì rồi phải không? Sai, parmesan, mãi mãi trường tồn. Trời ơi, nếu mà mãi mãi trường tồn, làm gì dạo này, hở xíu điều tra như trinh thám vậy. Cái gì khuất tất mình phải điều tra. Thôi nó nghe nè, muốn điều tra cái gì á, ý của tôi ở đây á, con là bà phải tìm hiểu kỹ cái người đó đi. Hiểu không? Xong rồi cái tới khi mà mình cảm thấy là mình có tình cảm với người ta, thì lúc đó hãy để cho cảm xúc lên tiếng, chứ tự nhiên điều tra làm chi. Ờ, hiểu rồi. Vậy có nghĩa là mình vẫn phải tìm hiểu đúng không? Mệt quá, nói chung á sao cũng được. Mà nó nghe nè, bà làm gì bà làm đi, tôi phải tranh thủ tôi đi làm. Hôm nay mà trễ không có được. Bởi vì á, hôm nay là ngày Hải Yến làm quản lý đầu tiên đó. Ủa, sao kỳ vậy, anh Tâm đâu? Anh Tâm đi Hà Nội rồi. Hôm qua lúc mà tới cửa hàng không phải là mua đồ đâu. Hôm qua là tới đây mà nhận chức mới đó. Tôi cảm thấy cái chuyện của bà rất là mờ ám luôn đó nha. Gì mờ ám? Ủa, vậy chứ Hải Yến không biết bà là vợ giả sắp cưới của Philip à? Trời ơi, không có biết. Chỉ có Philip là biết rồi. Nhưng mà tôi không hiểu lý do tại sao Philip không nói cho Hải Yến biết luôn. Thôi, đi. Trời ơi, đi đâu vậy? Thôi điều tra. Nói nghe nè, bớt đi, bớt điều tra đi. Hãy điều tra cái chuyện này, chuyện này rất là kỳ. Bây giờ tập trung cái chuyện của bà đi. Còn bây giờ tôi phải đi làm liền. Chứ không thôi để quản lý mới la tôi đó. Đi trước nha. Mọi người thấy có gì đó mờ ám không? Hải Yến thích Philip, mà Philip lại không nói cho Hải Yến biết Ánh Dương chỉ là vợ giả sắp cưới của anh ấy. Trong khi Xuân Hồng lại thích Ánh Dương. Mối quan hệ giữa họ là như thế nào? Từ đây chúng ta đã bắt đầu đặt câu hỏi. Người bí ẩn luôn quan sát mọi hành động của Ánh Dương qua camera ẩn là ai? Option 1, Hải Yến chính là bà chủ mới của Adam Store, cho rằng Ánh Dương là vợ sắp cưới của Philip. Cô tìm cách tiếp cận để mong chia rẽ cuộc hôn nhân được định sẵn này. Option 2, Philip Võ chính là ông chủ của Adam Store. Đó chính là lý do ngay từ đầu anh đã biết Ánh Dương không phải là vợ sắp cưới của mình. Option 3, Xuân Hồng, chàng trai với quá nhiều bí mật mới chính là ông chủ thật sự. Anh đã âm thầm quan sát cô từ lâu và đây chính là nút thắt cho lý do vì sao ngay từ lúc bắt đầu gặp trực tiếp Ánh Dương, anh đã dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Đây là lúc các bạn để lại comment cho chúng tôi và chọn kết quả diễn biến tiếp theo của tập 4 lớp 2019. Tin vui bất ngờ nữa đây. 5 comment hay nhất bình luận về bộ phim sẽ được thẩm mỹ viện Anh Thư gửi tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại đây. Ông chủ của Adam Store. Option 3, Xuân Hồng hiện đang là option nhận được lượt bình chọn nhiều nhất từ khán giả. Sự lựa chọn của các bạn đã khiến cho bộ phim xoay chuyển kịch tính hơn, lãng mạn hơn hay hài hước hơn. Chúng ta cùng theo dõi nào. Lô. Dạ, Adam xin kính chào. Lô chị. Wow.
Chào em. Không, phải nói đúng hơn là thôi chị đừng có giới thiệu, để em giới thiệu nha. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hải Yến, là quản lý của Adam Store. Ở đây có mình chị à, mọi người đâu ra? Em tưởng tượng đó. Ủa hôm nay quản lý đi đâu mà đẹp quá vậy? Nghe kêu quản lý sướng hết cả người vậy đó trời. Mới đi event đúng không? Ừ. Thôi được rồi, đẹp đủ rồi đó, vô trong thay đồ đi. Với lại hôm nay á, khách của tiệm mình tới sớm lắm á. Chị ơi, đây là đồng phục đi làm của em đó chị. Gì? Đồng phục đi làm của em. Trời ơi. À. Nè, vậy là em chưa biết sếp rồi đúng không? Nghe nói nha, sếp là một lão già rất là khó tính. Mà thường á, những cái người lớn tuổi người ta khó dữ lắm. Nghe đâu nha, là bụng phệ nè, rồi kỹ tính. Sếp nha, nhân viên mà ăn mặc không có đàng hoàng là sếp cho đi liền đó. Ai, nói như vậy là chị chưa từng gặp sếp đúng không? Ừ. Trong khi em biết á, sếp của mình là một người rất là dễ thương và cực kỳ thích những sự mới lạ, đặc biệt á là sáng tạo, giống như em. Ừ. Làm sao mà chị gặp sếp được? Bình thường hả, anh Tâm á mà đi giao đồ cho sếp nha, lúc nào họ cũng phải ăn mặc chỉnh tề nè, đâu có dám nói gì đâu. Với lại chưa bao giờ nghe anh Tâm nói xấu sếp. Chị nghĩ chắc là anh Tâm sợ sếp lắm á. Sếp á là từ miệng của ông Tâm phải không? Trời ơi, ổng nói chị đừng có tin. Ừ, thì nói chung chị có ý tốt nhắc em thôi. Ừ, sau này có bị đuổi ra đừng nói sao chị không nhắc á nha. Biết rồi. Ê, trời ơi, có khách vô kìa. Chị, ngày hôm nay á chị hãy để em thể hiện. Vì hôm nay em bận một bộ đồ màu đỏ, chắc chắn sẽ rất là may mắn. Để em. Dạ, em chờ. Dạ, chào quý khách ạ. Hết hồn luôn. Hết hồn. Chị đừng làm tôi hết hồn luôn. Dạ, quý khách muốn gì ạ? Ăn sáng. Quý khách lại đùa rồi. Ở đây bán quần áo chứ đâu có bán đồ ăn sáng. Chị biết nói câu đó, chị hỏi câu trước chứ. Lấy giùm tôi 10 bữa sức. Dạ. Chị hỏi á, cái chất liệu vải ở đây nó có dễ bị thấm nước không? Dạ, kính thưa quý khách, chất liệu vải ở bên tụi em á rất là tốt, bao thấm mà. Bao thấm à? À chị ơi. Dạ. Ngưng 10 bộ, không lấy 10 bộ suit nữa. Biết sao không? Đi bơi, mau thấm nước rút vô nặng chết đuối nó thật khổ. À dạ dạ dạ. Trời ơi, quý khách cứ ngồi xuống đi, thông thả để em nghe em tư vấn nha. Dạ, quý khách cần đồ để đi bơi phải không ạ? Dạ trời ơi, công nhận quý khách thông thái dễ sợ luôn. Ở chỗ mình cái tiệm cũng lớn á. Dạ. Khách vô không có miếng nước uống. Chị Dương đi lấy nước cho khách đi chị. À chị. À đừng lấy nước đá nha. Ho. Đừng đá nha. Dạ. Chị Dương. Dạ em xin giới thiệu thêm ha. À, quý khách. Ủa, muốn chị nước mình hiểu gì á? À lò vé. À ok được. Dạ đồ vé của tụi em á mà kết hợp với lại đồ đi bơi thì công nhận là rất là quý phái và quyền lực luôn. Ờ cảm ơn chúng chị. Chúng ta đi ra hồ bơi á thì chúng ta mở cái áo phớt quét vô sau đó. Khát nước không? Dạ có. Uống. Dạ em cảm ơn. Dạ đi lấy giùm tôi 10 bộ đồ màu nhu thôi đúng không, chứ đừng có nổi quá chóng mặt lắm, mệt lắm. Nhu là cỡ màu này không chị? Này ủa chị phân biệt màu hả chị? Cái màu này nhu hả? Màu này làm là màu lì tối thui. À dạ lấy mấy màu nhu giùm em nhu nha. Là cỡ mấy màu trời ơi đây nè, màu đỏ, màu vàng, màu xanh đây nè chị, đó mấy cái màu nhu này nè chị. Tôi hiểu rồi. Chị đi. Lấy liền cho khách đi chị. Mười bộ nha. Dạ, dạ em rồi. Tả thêm cái chuyện hồi nãy nha, mình khoác áo vest vô sau đó mình ra hồ bơi, mình bận bên mệt trong là cái đồ. Dạ uống nước thì bớt nói. Em uống xong rồi, bây giờ em nói tiếp nha. Khi mình bận đồ vest á, mình tới hồ bơi xong rồi mình cởi áo vest ra mình. Alo. Tao mua rồi 10 bộ. Đẹp lắm, lựa màu nhu thôi à, không có nào màu nổi đâu, hợp với mày nữa. Mà nó nghe nè, mày lấy cái size gì bộ, size gì? Size L. Size L. Dạ, size L chị, size L. 10 bộ size L. Mà tao nói thiệt á, ở đâu mà tiền nhiều dữ vậy trời. Đi bơi, đi biển thôi mà bận quá trời quá đất, mua 10 bộ. Trời ơi, gần 20 triệu luôn á. Vậy nha, quá tiền nhiều. Dạ, em nói thiệt với quý khách nha. Trời ơi, chưa bao giờ mà em thấy khách sợ như vậy. Alo, luôn alo, tới liền thử đi, sợ chứ không vừa rồi đi ướt người ta nữa. Vậy ha, lẹ đi, cái địa chỉ gửi rồi. Quý khách, em nói thiệt nha.
Ủa? Giờ nào đó giờ nói xạo lắm hả? Trời, quý khách cứ ghẹo em hoài à. Ý em nói thiệt á, đây là lần đầu tiên mà em gặp được một khách hàng rất là tiềm năng luôn á. À, lần đầu tiên gặp luôn hả? Dạ. Ở vậy là tiệm ế lắm hả? Dạ không phải, trời, quý khách hiểu sai ý em rồi. Ý em nói là... Ngồi nghỉ đi em. Bớt nói mệt, mệt quá. Nhức đầu quá. Có gì chị? À, dạ, dạ, để đây chị, cảm ơn chị nha. Để xuống đây hết đi chị. Dạ, không sao. Mình để đây nè, chứ mình ôm cho nó cực. Trời ơi, đẹp quá ha chị ha. Cứng như sợi cưng không kìa. Dạ. Đây đây đây, đây em chị chịu. Đây nè, đây nè, chị. À. Chị lấy đồ thử cho anh. Nè nè, trời ơi, đẹp lắm. Thử coi. Trời ơi, không có vừa, cái này là L rồi, bị bự rộng rồi. Hả? Hay là mình đổi M nha. À đổi sang M hả? Ừ. Chị đổi M 10 cái. Ê khoan, thôi, từ từ. Tao nhờ mày mua đồ bơi là swimming suit. Swimming suit. Không, hồi sáng tao nghe chữ suit thôi. Tao vừa ăn bánh mì tao vừa gọi cho mày. Mày nói ok. Tao hiểu rồi. Đó là cái lỗi của mày. Bình thường người ta ăn bún, ăn hủ tiếu hay ăn bánh canh đi, người ta nó có nước nuốt cho dễ. Còn này ăn bánh mì khô que mày... Mất cái chữ swimming rồi. Nghe chữ suit thôi. Mày không nghe hay mày không hiểu? Hồi xưa học rồi, swimming là đồ bơi đó ba. Đồ bơi đó. Đồ vét. Nói chung là bây giờ lộn mày đúng không? Bây giờ là mày bận, mày làm đó, mày ở đây mày giải quyết với người ta. Tao còn đi qua tìm cái bên biết sao không mua 10 cái quần lao động cho bà Quyền nữa. Tao không biết làm sao nữa. Kêu quá trời kêu vậy. À, cảm ơn em. À, anh kiếm đồ bơi chứ anh không có kiếm đồ bét. Dạ. Cảm ơn em. Nếu mà tiệm mình có đồ bơi thì anh cũng mua ủng hộ nha. Anh cái áo vest của bên của tụi em. À vậy hả? Ờ. À, anh cũng không có kiếm áo vest màu đỏ nha. À, anh cảm ơn em. Bye. Wow, quản lý. Đồ đỏ may mắn ghê. Cười gì em vậy? Bộ em bị quê độ như vậy mà anh vui vậy hả? Anh đâu có cười em đâu. Mà tại vì anh nghĩ tới lúc mà anh Dương thấy em quê độ cho nên anh bắt cười. Có khác gì nhau đâu. Nhưng mà mỗi lần nhắc tới anh Dương á là thái độ của anh khác liền à. Em thấy chị ta đâu có gì hay đâu. Con người thì nhạt nhẽo, còn thiếu tự tin nữa chứ. Tự tin quá có khi thành tự mãn đó nha. Mà em rủ anh ra đây ăn cơm trưa với em. Tại vì em sợ ăn một mình. Em ăn mau đi, anh cũng về công ty làm việc nữa cơ. Anh nè, lâu rồi mình không đi chơi xa. Hay là cuối tuần này em với anh đi đâu đó đi. Không được. Sao vậy? Làm như em với anh chưa đi chơi chung với nhau bao giờ. Thì hồi xưa khác, bây giờ khác. Đâu có giống nhau được em. Chắc là cái chuyện anh với chị Ánh Dương sắp kết hôn đúng không? Cho nên anh không thèm đi chơi với em nữa. Cái cô này, em đúng là con nít á. Cái gì em cũng suy diễn được hết à. Em trẻ con quá à. Anh hay là anh Huy kết hôn đi là được mà. Anh đừng có nói với em là có tình cảm thiệt với người ta nha. Thiệt? Bữa em không tính có bạn trai hả? Em cứ đi theo anh hoài như vậy thì ai mà dám thả tính em. Thiệt. Em làm cái gì vậy? Em đuổi thính. Em không muốn dính thính đâu. Em không muốn dính thính. Mà em chỉ muốn có một người dính thính với em thôi. Trời ơi, em ăn đi. Anh còn đi công việc nữa kìa. Cảm ơn anh nha. Có gì đâu, để anh đưa em vô nha. Thôi, em tự vô được mà. Bye bye. Ủa, anh... Em kiểm tra điện thoại đi, có shipper của em đang ở đâu. Ờ, cảm ơn nha.
Alo, ủa anh đi tới đâu rồi? Hả? Anh ơi, Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh chứ không phải là ở Tân Bình. Trời ơi, anh đi lộn chỗ rồi. Vậy khoảng bao lâu nữa thì anh tới? Dạ rồi, anh cho thủ giùm em đi nha. Trời đang nắng, em thông cảm cho shipper của em chút xíu đi. Ôi, nhưng mà tại vì hàng này á phải gửi cho khách ở xa. Tôi sợ là trễ giờ của khách đây nè. Ủa, chăm sóc không có nhân viên nam hả? Sao, để em làm mấy việc như thế này? Mấy chuyện này bình thường, tôi làm hàng ngày mà. Ủa, bộ anh tưởng tôi tiểu thư lắm hả? Bình thường hả, tôi làm mấy việc còn nặng hơn như vậy nữa kìa. Rồi đây tôi cầm cho. Thôi, không sao đâu. Nếu mà anh không thấy thì coi như không có gì. Với lại cái thùng này coi bộ cũng hơi nặng á. Anh để xuống dưới đi, 15 phút nữa shipper mới tới. Thôi, không sao đâu mà. Để xuống dưới đi nặng. Thôi, mấy việc này nếu mà anh không thấy. Đó, thì đặt tôi đây. Thôi, đợi anh mà. Tôi nói đi. Cái thùng này nặng lắm đó nè. Khách bị nhầm màu cho nên phải trả lại đó. Trời ơi, nặng quá. Ủa, hôm nay ngày gì á? Khách vô shop á hả thì chọn nhầm đồ. Bây giờ shipper thì nhầm chỗ. Rồi bây giờ khách giao hàng tới thì là nhầm màu. Mệt quá. Đi nhìn tôi. Anh nữa, nhìn gì em? Nè 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 nè. Hai người đừng có nói là tại vì ngày đầu tiên em đi làm cho nên là tất cả mọi thứ rối rằng là do em nha. Philip, đi giùm em đi, nặng quá à nè. Trời ơi, mệt dữ vậy trời. À, chị vô coi shop đi, cái đồ này đem xếp cho. Thôi, để tôi cầm cho, nặng lắm. Thôi, cái này nặng, chị ôm được, em ôm được mà. Tôi nói nặng á nha. Vô đi. Sao mà nặng quá vậy? Hẹn tôi ra đây để đưa anh Mỹ à? Không có bán. Không bán? Chị mang bánh mì ra đây làm gì? Tặng. Tặng một người. Bận. Bận đem bánh mì tặng cho người nào nữa hả? Hả? Tặng cho người nào? Tặng cho ai? Không phải ai hết. Tôi ghét nhất là làm cái thái độ mà chỉ thẳng vô mặt người khác như vậy. Anh cứ ép tôi chỉ vô mặt anh đó nha. Muốn tặng bánh mì cho tôi đó hả? À, mọi người ơi! Người yêu tôi tặng bánh mì cho tôi rồi mọi người ơi! Em! Người yêu anh tặng bánh mì cho anh rồi đó em! Em! Hả? Hả? Gì vậy? Mọi người ơi! Không thấy thái độ của người ta có vẻ gì quan tâm với ông không? Ôi quê quá à, tôi tặng bánh mì cho anh thôi mà làm gì rần rần thế ghê vậy? Kệ, người ta không quan tâm nhưng mà ở đây tôi cảm giác rất là hạnh phúc, rất là sung sướng luôn á. Sướng lắm hả? Ừ. Tôi tặng anh 5 ổ bánh mì chứ có phải 5 cây vàng đâu mà sướng dữ hả? Kệ, Mẫn tặng đưa cái gì tôi cũng thấy vui, cũng thấy hạnh phúc, cũng thấy sung sướng hết. Sướng thiệt lòng. Thiệt lòng luôn. Vậy ăn đi. Ủa, ăn liền giờ luôn hả? Ủa sao kêu sướng? Thường cái gì người ta xuống người ta làm liền chứ. À, vậy là nói xạo rồi. Bởi vậy đàn ông á, toàn là cái đám hả? Ăn có nói không, ăn không nói có. Giống như ngọn gió. Ăn, tôi ăn liền, tôi ăn liền, tôi ăn liền, tôi ăn cho mặn con ạ. Quẹt. Ừ? Nhà anh ở đâu vậy? Có mấy anh chị em. Ủa vậy chứ anh làm kỹ sư không? Mẫn quan tâm tôi, Mẫn hỏi chuyện tôi, có nghĩa là Mẫn thích tôi thiệt rồi đúng không? Ê, tào lao. Anh tào lao vừa thôi, bộ bạn bè không quan tâm nhau được hả? Người ta phải biết bạn bè mình sao để còn chơi bạn nữa chứ. Anh á, anh mới là nghĩ tầm bậy tầm bạ á. Cái người mờ ám bởi vậy hả, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung về thái độ của người khác.
Tôi hiểu hết á. Hôm nay tôi phải ra công trình gấp rồi. Bữa đầu rảnh tôi nói về gia đình của tôi cho Mẫn nghe nha. Thôi không. Ăn hết 5 ổ bánh mì này đi rồi đi. Ăn hết rồi mới được đi. Một là ăn hết hôm nay, hai là ngừng ăn mãi mãi. Tôi ăn. Dạ, chào quý khách ạ. Trời ơi chị, chị cứ đồng ý với em là mấy cái người mà da mà trắng trắng á, xong rồi bận mấy cái màu pastel như vậy á, trời ơi cưng muốn xỉu. Thật ra chị cũng không để ý nữa, nhưng mà chị nghĩ chắc em nói đúng á. Trời, chị không thấy Philip của em hả? Trời ơi, ảnh mà bận mấy cái màu giống như là màu hồng nè, màu xanh nè, rồi màu tím pastel nè. Trời ơi, mỗi lần gặp ảnh bận mấy bộ đồ đó là tim của em rụng rời. Nghe em nói là chị biết em thích Philip lắm đúng không? Ủa? Chị cũng thấy vậy đúng không? Ừ, trời. Nhưng mà sao hai người không quen nhau đi? Thì em thể hiện hết ra rồi đó. Nhưng mà không hiểu sao anh Philip anh cứ ngó lơ em hoài à. Nhiều khi anh nghĩ là em đùa giỡn thì sao? Chị cũng thấy em đùa giỡn hả? Ủa em nghiêm túc mà ta. Tại vì chị nghĩ á, khi mà hai người thân nhau quá, đôi khi người ta sẽ rất là dễ bị ngộ nhận giữa tình bạn với là tình yêu. Ủa khoan hả? Sao chị nói mà em thấy không có miếng ghen nào trỏng chân vậy? Chị đừng nói chị không phải là vợ sắp cưới của Philip nha. Bộ Philip không nói gì với em hết hả? Nói gì chứ. Chị có nhớ cái anh tóc dài dài tên là Xuân Hồng không? Trời ơi, em thấy ảnh thích chị lắm nha, mê chị lắm luôn á. Thôi, đừng có nhắc tới anh ta nữa. Tới là bực bội. Đúng á, là anh ta hơi dị dị một chút thôi, nhưng mà chị không có cảm nhận được là ảnh toát lên cái vẻ đàn ông hả? Trời, nghe em nói, bộ em tưởng mấy lâu nay chị nghĩ anh ta là gay hả? Nói chung đối với chị, ảnh có đàn ông hay không đàn ông không quan trọng. Mỗi lần mà gặp ảnh hả là người chị nổi hết da gà, tim thì đập loạn xả hết trơn. Chị vừa nói cái gì? Tim chị đập loạn xả? Ừ. Ôi, vậy là chị có cảm xúc với ảnh đó. Đúng, cảm xúc rất là nhiều, vừa sợ vừa ngạc nhiên hả. Quan trọng nhất là tức điên. Thôi mệt quá, em làm ơn đừng bao giờ nhắc hai chữ Xuân Hồng trước mặt của chị, và tốt nhất hả là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của chị. Trời, gì làm càng vậy trời. Thôi em qua tiệm đi, chị vô trong soạn đồ. Vì chị Ánh Dương có khả năng là sẽ lấy anh Philip, cho nên em đã cố tình theo dõi chị và biết là chị làm việc ở đây. Vì vậy em nộp hồ sơ vô đây để làm việc. Mà mục đích của em chỉ là muốn chia rẽ hai người đó. Nhìn anh như vậy, không ngờ lại là ông chủ của Adam Store. Xin lỗi cô, cô thấy lộn chỗ rồi. Cửa hàng của tôi là nơi để làm việc, chứ không phải là nơi để cô đem tình cảm cá nhân vào. Vậy mà ngay ngày đầu tiên gặp nhau, em lại thấy anh rất rất là thích chị đó chứ. Ý cô là sao? Bộ anh muốn người con gái mà anh thích bị người khác cướp trên tay như vậy hả? Nếu như em với anh hợp tác với nhau, cả hai chúng ta đều đạt được những điều mà mình muốn, anh thấy như sao? Hải Yến và Xuân Hồng đã lập một giao kèo. Giờ là lúc khán giả tiếp tục bình chọn nội dung cho tập tiếp theo nào. Option 1, Hải Yến giúp Xuân Hồng tiếp cận được Ánh Dương thành công. Option 2, Hải Yến vô tình tạo cơ hội cho Philip và Ánh Dương gặp nhau nhiều hơn và cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Hãy để lại comment của các bạn cho chúng tôi nhé.
Kết thúc tập 5 lớp 2019, Option 1, Hải Yến bày mưu để anh Dương phát triển tình cảm với Xuân Hồng, nhận được nhiều bình chọn hơn. Quá thú vị phải không nào? Để xem Hải Yến đã bày mưu gì đây? Mời khán giả xem tập 6 lớp 2019. Nhìn anh như vậy, không ngờ lại là ông chủ của Adam Store. Xin lỗi cô, cô thấy lộn chỗ rồi. Cửa hàng của tôi là nơi để làm việc, chứ không phải là nơi để cô đem tình cảm cá nhân vào. Vậy mà ngay ngày đầu tiên gặp nhau, em lại thấy anh rất rất là thích chị đó chứ. Ý cô là sao? Bộ anh muốn người con gái mà anh thích bị người khác cướp trên tay như vậy hả? Nếu như em với anh hợp tác với nhau, cả hai chúng ta đều đạt được những điều mà mình muốn, anh thấy như sao? Chị có nhớ cái anh tóc dài dài tên là Xuân Hồng không? Trời ơi, em thấy ảnh thích chị lắm nha, mê chị lắm luôn á. Thôi, đừng có nhắc tới anh ta nữa. Tới là bực bội. Đúng á, là anh ta hơi dị dị một chút thôi, nhưng mà chị không có cảm nhận được là ảnh toát lên cái vẻ đàn ông hả? Trời, nghe em nói, bộ em tưởng mấy lâu nay chị nghĩ anh ta là gay hả? Nói chung á, đối với chị á, ảnh có đàn ông hay không đàn ông á không quan trọng. Mỗi lần mà gặp ảnh hả, là người chị nổi hết da gà, tim á thì đập loạn xả hết trơn à. Chị vừa nói cái gì? Tim chị đập loạn xạ? Ừ. Thôi, vậy là chị có cảm xúc với ảnh đó. Đúng, cảm xúc rất là nhiều. Vừa sợ, vừa ngạc nhiên. Hả, quan trọng nhất là tức điên. Thôi mệt quá, em làm ơn đừng bao giờ nhắc hai chữ Xuân Hồng trước mặt của chị. Và tốt nhất hả là anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của chị. Trời, cái gì làm càng không vậy trời? Thôi, em qua tiệm đi. Chị vô trong soạn đồ. Xuân Hồng. Cửa hàng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Nè, đừng có nói với tôi là tới đây chỉ để nói vậy thôi nha. Nè, đừng có mà đoán già đoán non nữa. Cô chỉ cần làm đúng vô kèo là được. Ok. Xuân Hồng. Hôm nay em còn dám bén mảy tới đây nữa hả? Chị nói cho em biết, đây là một tên biến thái đó. Hôm bữa là ở spa, đó là địa bàn của anh. Nhưng mà xin lỗi anh, hôm nay là ở Adam, là địa bàn của tôi. Hôm bữa làm gì tôi? Anh bịt miệng tôi, uy hiếp tôi, thậm chí là còn đè tôi nữa. À, chị, có cái vụ đè nữa hả? Có, đè chị muốn nín thở luôn á. Hôm nay anh tới đây là tới số hết rồi. Chị ơi, chị nghe em nói rồi. Quay nè, chị bình tĩnh lại đi. Em khuyên chị chân thành luôn đó. Chị mà đụng tới ảnh là chị hối hận cả đời luôn. Hối hận cái gì? Ngày hôm nay hả, chị không đánh ra tao trận hả, chị mới hối hận đó. Ai dám đẹp tôi hả? Chị, bình tĩnh lại. Đi Xuân Hồng. Đi nữa hả? Làm gì muốn người ta dữ vậy? Em dạ. Đảm bảo với em luôn, hôm nay ta không bao giờ dám bén mảng tới đây nữa. Dọn tiệm cho chị. Dạ. Chị về. Dạ. Ủa gì vậy? Tôi quản lý mà. Nè. Không nhận nha. Lúc đó hả, nhìn mặt xuống Hồng đúng mất cười luôn á. Mà bà đánh thiệt luôn á hả? Chứ làm sao nữa. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, đảm bảo với bà luôn. Xuân Hồng hả sợ hả chảy mất dép, sau này sẽ không bao giờ dám bén mảng trước mặt tôi nữa. Trời ơi, bà này giang hồ dễ sợ á. Bà không sợ đỡ, nhưng mà sếp bà coi camera thấy rồi, sếp bà đuổi bà vì cái tội là dám xử sự không đúng với khách hàng hả? Ờ ha. Nhưng mà chiều giờ hả, tôi thấy yên bình lắm kìa. Nếu như mà sếp thấy là đã gọi điện thoại cho tôi rồi. Cứ mong là anh vậy đi. Bà chỉ được cái là sống bằng niềm tin thôi à. Ê, nói nghe nè. Gì? Tôi đã thể hiện tình cảm với anh Hoàng bằng năm ổ bánh mì đó. Bắt ông ăn năm ổ bánh mì luôn hả? Ôi ôi, anh ăn ngon lành luôn á. Anh ăn bánh mì mà tôi tưởng anh đang ăn tôi á. Thôi, thôi nha, tôi thấy là không ổn rồi đó. Cái này hả, chẳng qua là ổng muốn lấy lòng bà cho nên ổng mới ăn thôi á. Chứ hả, bà mà cứ vô tôi vậy hoài, có ngày nha ổng chạy mất dép cho coi. Thiệt không? Ừ. Tự nhiên bà nói làm tôi chột bụng ngang vậy nè. Ui.
ngủ rồi. Quất chi nằm ổ cho nó tràn cái hồng. Chị Ánh Dương, nay sếp có tiệc cho nên là mình mang đồ lên cho nhà sếp. Chị mang giùm em nha. Tự nhiên cái bây giờ phải đi giao đồ cho sếp. Bình thường mấy việc này toàn là anh Tâm làm không mà, có bao giờ anh để cho mình làm đâu. Chị Ánh Dương, tại sao chị dám bắt Philip cầm đồ cho chị hả? Để ra cái thùng này nặng hơn đó nè. Sao mày nặng quá vậy? Được rồi, vậy thì hả em sẽ đẩy thuyền cho chị với anh Xuân Hồng đến nhanh với nhau luôn. Đừng có trách tôi, Philip của tôi chứ bộ. Dạ, em chào sếp. Em là nhân viên Ánh Dương. Dạ, em tới em giao đồ cho sếp nè sếp. Dạ. Ủa sao kỳ vậy ta? Dạ. Dạ, thưa sếp, em tới để đưa đồ á sếp. Dạ. Nhìn là biết nhà này không dành cho người lớn tuổi rồi. Lon bia thì khắp nơi. Tối hôm qua thế nào ở đây cũng có tiệc tùng cho coi. Nhìn mặc đồ thì chắc chắn là người trẻ tuổi. Ủa, vậy hóa ra sếp của mình. À, dạ, thưa sếp em về. Trời ơi, cái áo ta đâu rồi, với lại cái quần mày có. Anh MC Hồng Phúc. Ủa, Xuân Hồng, anh. Ủa, Xuân Hồng, nhân viên không biết mày là sếp của cô ấy hả? Sếp CEO. Cho chị Phượng biết xong hả, tôi nghĩ là hai người sẽ có một cuộc sống thoải mái với nhau hơn, còn hơn là lừa dối nhau như vậy. Trời ơi, lừa dối đâu mà lừa dối. À, không
thế nào vậy? Tại vì anh không có quần á. Thật ra là tụi anh là bạn với nhau mấy chục năm nay rồi. Anh có vợ con mà. Không tin thì không tin em gọi chị Phượng đi. Nè không tin em gọi chị Phượng đi. Em gọi đi, có qua tụi anh nó nhậu đây nè. Rồi xỉn quá rồi anh dính ra quần rồi anh vô anh tắm rồi anh gội đầu rồi. Nói chung là không có cái gì hết á. Tụi anh là đàn ông mà. Vậy là hai người chỉ là bạn với nhau thôi hả? Ừ. Thôi. Tại vậy thôi. Em đi về nha. À, đau đầu quá. Uống sữa Xuân Hồng, mày sao vậy Xuân Hồng? Xuân Hồng. Hello. Em ơi về đón con đi em. Ừ. Ok em. Xuân Hồng ơi, trời ơi mày bị như vậy. Làm sao tao nói chuyện với ông bà, ba má mày, mày là cháu đích tôn. Trời ơi, nguyên một cái dòng họ tập đoàn đang chờ mày Xuân Hồng ơi. Xuân Hồng, mày về trời đã yêu thay đồ cái. Anh Dương, anh đi nha. Ủa? Trời, nó uống nữa hả? Không có, uống cái này nó... Tốt vậy bà Phượng mà không có biết. Em nhớ cho Xuân Hồng uống này nghe chưa, cho nó tỉnh rượu. Với lại em ơi nhớ nấu cháo cho Xuân Hồng nha, cháo yến nha. Anh đi nha em. Anh Phúc. Xuân Hồng, anh ổn không vậy? Thôi được rồi, để tôi nấu cháo yến cho anh. Xuân Hồng. Mệt quá. Đẹp lắm đúng không? Ủa, bộ anh hết bệnh rồi hả? Sao ra đây được hay vậy? Còn nhưng mà chắc chút xíu hết thôi. Hoa, ở đây đẹp ghê. Tôi hay đứng đây lắm. Bởi vì đứng ở đây tôi có thể nhìn được toàn thành phố. Cô có nhìn thấy cái tòa nhà mà có cái mái ngói màu đỏ không? Ờ, thấy rồi. Chiều sẽ có một cặp tình nhân đứng ở đó. Cái gì? Đứng ở đây mà thấy được bên đó luôn hả? Thấy chứ. Cặp đó đang yêu nhau. Sao anh biết? Bởi vì khi yêu nhau thì người ta sẽ có những ngôn ngữ cơ thể nói lên là người ta đang yêu nhau. Nói vậy là chiều nào họ cũng đứng ở đó để ngắm mặt trời lặn hết hả? Vào lúc đó thì người con gái sẽ nói với chàng trai: anh, cặp đôi bên kia chắc là đang ngắm mặt trời lặn đúng không? Chàng trai sẽ phản đối: không, anh không nghĩ như vậy. Cặp đôi đó đang nói về chúng ta, hoặc là nói về mối tình của họ. Chúng ta là... Anh thiệt là vậy mà cũng nói được nữa hả? Cháo xo rồi kìa. Cháo của anh nè. Cảm ơn. Anh ăn đi. Tôi đi về. Vẫn còn tâm lý để đi về hả? Tôi còn phải đi làm nữa. Đi làm à? Xuân Hồng. À không, sếp mới đúng. Một ông sếp già bụng phệ, xấu xí, chân ngắn, mà còn bị cô đánh như con của mình.
Ồ, vậy hôm nay là ngày đầu tiên tôi biết sếp, cũng là ngày đầu tiên tôi bị đuổi việc luôn hả? Nếu mà anh muốn cho em nghỉ thì chắc nghỉ lâu lắm rồi. Lâu quá không mà bé, không biết cái bộ này có hợp không nữa. Dạ, chú cứ yên tâm. Con nghĩ á, kỷ niệm ngày cưới mà chú mặc bộ vest này nha. Rồi cái chú đưa cô tới một nhà hàng sang trọng, ở đó sẽ có nến, rồi chú sẽ tặng cho cô một bó hoa, hai người cùng thưởng thức bữa ăn tối. Với một cái sự chuẩn bị chỉnh chu như vậy, chắc chắn là cô sẽ xúc động và cô chú sẽ có một buổi kỷ niệm thật là tuyệt vời. Dạ, đẹp quá chú. Chị của em mới nghĩ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở cửa hàng. Thật ra chúng ta gặp nhau rất nhiều lần rồi. Cái quan trọng là tại vì em chưa bao giờ nhìn về một hướng khác. Tôi chính thức cắt chức vị trí nhân viên của cô. Và từ bây giờ cô sẽ giữ một vị trí mới, làm bạn gái của tôi. Xuân Hồng đã ngỏ lời muốn hẹn hò với Ánh Dương, quá bất ngờ luôn phải không nào? Ồ, nhưng không, đây mới chỉ là option 1 thôi, còn option 2 là... Cô sợ bị đuổi việc hay cô sợ không còn được gặp sếp? Anh nói vậy là anh sao? Nè, anh đừng có dở trò biến thái giống như trong thẩm mỹ viện nữa nha. Cái trò đó tôi làm rồi, cô nghĩ là tôi sẽ làm lại hả? Tôi đâu phải là một kẻ nhàm chán như vậy đâu. Sao mặt cô đỏ dữ vậy? Cô đang nghĩ cái gì? Tôi... Sao lúc nào anh cũng làm cho tôi bối rối hết trơn vậy? Nhưng mà... Hình như chuyện gì? Tôi thích anh thật rồi đó. Option 2, Ánh Dương chính là người thổ lộ cảm xúc của mình. Còn khán giả, bạn chọn option nào? Hãy cho chúng tôi biết liền bằng cách để lại comment bên dưới nhé. Như vậy là option Xuân Hồng là người chủ động với Ánh Dương đã là lựa chọn được nhiều khán giả bình chọn nhất. Đúng là đa phần khán giả vẫn luôn muốn trong tình yêu thì chàng trai nên là người tấn công trước, phải không nào? Giờ hãy cùng chúng tôi đón xem diễn biến tiếp của bộ phim nhé. Vừa nãy là mơ đúng không? Tỉnh lại Ánh Dương, bình tĩnh lại nè. Xuân Hồng là chủ của mình hả? Tỉnh lại Ánh Dương. Trời ơi. Hiền, anh thấy em làm gì có hơi quá với anh Dương không? Em có làm gì đâu mà hơi quá với anh Dương. Thì em cứ kêu cô ta là tới đó đưa đồ thôi mà. Nhưng mà chuyện em để lộ Xuân Hồng làm chủ của quán thì chẳng khác nào em làm cả hai khó xử với nhau. Ủa, anh đừng có nói với em anh đang lo lắng cho chị ta nha. Em làm như vậy là vì anh chứ bộ. Anh không biết đâu. Hai người đó là rõ ràng á là có tình ý với nhau mà cứ tỏ ra là không có gì. Ủa, anh muốn sau này á anh lấy một người vợ về, sau đó người ta sẽ cắm hai cái sừng trên đầu của anh hả? Nè, nếu mà anh không sợ thì mắc gì em phải sợ chứ. Em không hiểu là anh đang nghĩ gì trong đầu của anh luôn á. Bộ anh muốn hủy hoại hạnh phúc của mình chỉ vì một cái người mà anh không hề biết là người ta đi đâu, làm cái gì, hoặc là có những mối quan hệ mờ ám với ai hả? Hả? Ok, uống cái gì mà tèm lem hết à? Nè, anh làm như vậy á rồi em biết sống sao đây? Thì em cứ là em thôi,
đừng có lo cho anh mãi như vậy. Như vậy thì cả hai sẽ thoải mái hơn. Không, em thấy không thoải mái. Ê, bây giờ em có ý này hay lắm. Bây giờ anh nói giá của anh đi. Giá của anh là bao nhiêu tiền vậy? Em sẽ về nhà xin tiền ba má của em, sau đó em mua anh, nhốt anh lại, khóa cửa. Một ngày nuôi cơm anh ba bữa. Chị miễn sao á, buổi tối anh ôm em ngủ là được rồi, chịu không? Ừ. Bây giờ em tưởng tượng anh ôm em á, đã gì đâu. Thì tỉnh lại đi. Thì cái tình á là anh không hiểu nổi tại sao mà bao nhiêu năm qua anh có thể duy trì được với cái tình bạn với em luôn á. Đâu hả? Chưa có trả tiền nước đó. Nè. Nè, hôm nay tới lượt em trả tiền đó. Trời ơi, bữa nay làm cái gì mà đẹp dữ vậy trời. Công nhận luôn á. Chào quản lý. Hello chị. Gì vậy? Giờ mới vô rồi mà mặt căng thẳng như vậy trời. Kỹ ta. Biết Xuân Hồng là ông chủ mà không hề có phản ứng gì vậy. Anh nói rồi, anh chỉ quen mặc quần tay áo sơ mi, không thích hợp mặc vest đâu. Anh nói rồi, anh đã hứa cái gì với tôi hả? Anh nói là anh sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là tôi vui, đúng không? Đúng, anh có hứa là bất cứ chuyện gì làm cho Mẫn vui. Đây chính là cái chuyện làm cho tôi vui đây. Anh nghĩ sao vậy? Anh đi ăn đám cưới của em trai anh mà anh mặc áo sơ mi và quần tây. Nó quá đơn giản. Không được, tôi muốn anh phải mặc vest, anh phải sang lên, phải chảnh lên. Đó là bộ mặt của anh, bộ mặt của anh cũng là bộ mặt của tôi. Anh đẹp tôi mới vui, ok? Hello chị. Khỏe không chị? Hey. Hôm nay tôi đến đây làm khách chứ không phải đến đây để tám với nhân viên trong tiệm đâu nha. Ủa hồi nãy giờ em chưa có nói gì luôn á. Em đang rất là thân thiện với chị mà. Ủa mà em hỏi thiệt nha, sao mỗi lần tới đây cái chị căng cứng với em vậy? Cứng chỗ nào? Căng thẳng với em. Chắc là cái tiệm này máy lạnh hơi yếu hay sao, ngộp 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 cho nên là bị căng thẳng khó thở. Ôi, ai đây trời. Đừng nói với em là bạn trai của chị nha. Ôi, nhìn ngon cơm quá à. Trời ơi, đẹp trai nè. Chi thức kìa. Ôi, rồi phong cách rất là lạ nè. Hey, bớt tôm tốp đi. Đây là hoa đã có chủ. À không, gươm đã có vỏ đó nha. Thì em có làm gì đâu. Thì em khen bạn trai của chị chứ bộ. Chứ thật ra gu của em đâu phải gu này. Ôi vậy à, không biết là cái chế độ chăm sóc khách hàng ở tiệm này như thế nào nhỉ? Ngày hôm nay á, em sẽ phục vụ từ A tới Z luôn. Bây giờ chắc chắn là chị sẽ lựa áo cho anh đúng không? Chị Ánh Dương, vô lấy mấy cái mẫu mà màu sắc sặc sỡ cho ảnh giùm em. Được, gu anh là màu nổi. Ánh Dương. Hey, hôm nay tới mua đồ, hôm nay tới làm khách đó nha. Ánh Dương. Ánh Dương sao như ánh nến vậy? Hình như có vấn đề phải không anh? Chắc giận mình bữa hổm không cho cổ tắm trắng á. Có đâu, bạn của em đâu phải cái tuýp người mà nhỏ mọn như vậy. Biết chuyện gì đó ta? Cô biết không? Hả? Cô biết hả? Trời, biết rõ luôn rồi nè khác. Chuyện gì vậy? Ánh Dương phát hiện ra Xuân Hồng là ông chủ của Adam Store cho nên bị sốc phản vệ đó. Hả? Xuân Hồng là ai? Vậy hả theo chi vậy? Anh hả hùa cho em vui. Điên quá. Làm tôi. Anh Hoàng, anh thử hai bộ này đi. Đây. Ê, hai cái màu này hợp với anh á. Hey, anh Dương, hóa ra. Chật cái nắp. Anh Dương, hóa ra là bấy lâu nay tôi. Vậy để em lấy bộ khác cho anh. Lấy cái màu đỏ đó đi chị. Ê. Cái màu này cũng tôn da nè. Sặc sỡ nữa. Em thấy mẫu này hợp nè. Mẫn ơi. Hay là bữa khác mình tới thử được không Mẫn? Quá ra bấy lâu nay
Anh âm thầm theo dõi, quan sát Ánh Dương bạn của tôi qua cái camera này đúng không? Đúng không? Hả? Anh đừng tưởng anh không lên tiếng là tôi không biết. Anh đang ở trong đó nghe chưa? Gì vậy Mẫn? Anh Hoàng hả? Cởi ra đi. Cởi, gì vậy? Cởi ra, không thích. Cởi nữa đi anh. Cởi rồi, cởi rồi, cởi rồi. Cởi đến tận cùng cho em. Rồi, cởi anh đi. Rồi rồi, ngươi là chỉ đi vô trong phòng thử kìa. Không, cởi ngay ở đây. Hả? Hả? Cởi ngay đây. Sao mà được? Nè Mẫn, tôi làm gì vậy? Im. Mọi người không biết gì đâu. Hãy để cho tôi làm. Hãy để tất cả mọi chuyện cho tôi lo. Mọi người chỉ việc làm theo lời tôi thôi. Cởi đi, nhanh lên. Ơ, trời, cái gì vậy? Thôi. Nè, tính làm loạn hay gì vậy? Mà Mẫn kêu anh cởi gì vậy Mẫn? Thôi nha Mẫn, cởi nữa đi anh. Trời ơi, nè. Cởi nữa là cởi sao? Cái quần đó. Thôi, cởi hết trọn bộ. Với điều kiện là chỉ mình Mẫn nhìn mà thôi. Ở đây có hai người phụ nữ khác nữa. Mấy chị đi lắm. Anh làm như tụi tôi muốn nghĩa anh lắm chị á. Trời ơi chết luôn á. Nhưng mà anh phải cởi, em muốn anh cởi. Cởi hết tất cả những gì trên người anh ra ngay tại đây. Không có được. Trời ơi làm ơn đi vô trong phòng thứ đồ đi. Trời đi vô phòng thứ đồ. Em bây giờ không cởi đúng không? Được, vậy thì tôi cởi. Ê, cái gì mà tới thua vậy? Mọi người ơi, tôi đã chứng minh được cái người mà hay quan sát bạn qua camera này chính là Xuân Hồng, chính là Xuân Hồng đó. Xuân Hồng, hắn ở sau cái camera đó đó, chính hắn, hắn được quan sát bạn. Cái điều này ai cũng biết trước hết rồi. Chị là người biết rồi sau cùng quá, làm lố quá vậy. À, bữa nay đó là tới mua đồ hay là tới làm loạn? Tôi thấy Mẫn quan tâm Xuân Hồng hơn quan tâm tôi. Em không để ý tới cảm xúc của anh, em bắt anh cởi đồ. Không những cho hai người phụ nữ ở đây nhìn, mà cho người đàn ông phía sau camera có nhìn nữa. Hả? À, không phải đâu. Hiểu lầm rồi. Chẳng qua là tôi lo cho bạn của tôi thôi. Tôi không muốn là bạn của tôi bị sống trong một cái sự mập mờ khuất tất. Thế là bắt ta cởi gì à? Không có, cởi ra để bây giờ đi thử đồ đi. Đi thử đồ đi. Đi vô trong đó tôi với anh cùng thử đồ nhá. Đi. Đi. Nè, sao chưa chịu về nữa? Anh Hoàng về rồi mà. Kệ ổng, cho ổng về trước đi. Tôi cần phải ở lại để điều tra thêm. Gì? Gì? Điều tra hả? Nữa hả? Thôi nha, bà mà ở đây là tôi mới bị bất an đó. Không được. Biết sao mà bà ở đây không? Tại vì hồi nãy á, cô bé cô ngây thơ vô số tội này nè, làm lố quá. Cho nên bây giờ muốn ở lại đây gặp Xuân Hồng để xin lỗi chứ gì. Sai. Ngược lại thì có. Nè, tôi nhìn cái mặt bà tôi biết rồi. Lại tính bày trò gì nữa đúng không? Không, tôi chỉ muốn chứng minh một vài điểm hở trong chuyện này thôi. Nè, làm ơn giùm tôi đi. Cái chuyện Xuân Hồng á, làm chủ ở đây là tôi đủ bất an rồi. Chưa kể anh ta còn kêu tôi làm bạn gái nữa kìa. Hả? Trời ơi. Ôi sung sướng ơi trời. Trời, cô bé ngây thơ. Mình tưởng tượng đi, sau này chị Ánh Dương á bước vô Adam Store và trở thành một bà chủ của Adam đó. Trời ơi đã quá à. Thôi đi hoài. Ánh Dương không có tầm thường như vậy đâu. Ánh Dương là một người thánh thiện. Ánh Dương sẽ rất là drama. Với một đôi mắt mở to tròn lông mi chớp và đôi môi mấp máy, chưa kể hơi thở dồn dập và thở gấp. Thôi, ngưng liền giùm tôi. Coi như là tôi lỡ lời đi. Mà nè, làm ơn đi về giùm tôi đi, mệt quá. Đi. Sao lại đi về? Đi về đi, bà ở đây bà lại phá nữa bây giờ. Không, bà cứ ở yên đây. Thật ra chưa biết được là cái mức độ tình cảm mà Xuân Hồng dành cho bà là như thế nào. Có thực sự yêu thương không hay là chỉ là nhợt nhạt thôi. Ê, trời, muốn biết chứ gì, đơn giản thôi, thì mình phải chứng minh.
sếp đã congratulate cô em. Cái gì vậy trời? Em đẹp quá phải không sếp? Em quyến rũ quá phải không sếp? Sếp tìm ai? Tìm chị Ánh Dương phải không? Hôm nay chị không có làm. Tại sao vậy? Tại sao nghỉ mà không xin phép tôi? Không phải là chị Ánh Dương chỉ nghỉ, mà là tại vì đang làm nửa chừng cái tự nhiên có chị bị chóng mặt á. Xong rồi hả, chị nghỉ ngơi được một chút á bị đau bụng đó anh Xuân Hồng. Anh có biết á là em ở đây một mình, em cô đơn, em lạnh lẽo lắm không? Không có chị Ánh Dương làm á, trời em mệt muốn xỉu vậy đó anh ạ. Đừng nhìn về hướng không có ai, mà hãy nhìn về hướng có người chờ đợi anh, là em đó. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Ê da, trời ơi, hello baby, hôm em đi, hôm em. Chặng đường lớp 2019 đã đi gần hết 80%. Giờ thì khán giả đã biết được rằng câu chuyện tình yêu đã thiên về phía ông chủ Adam Store và cô nhân viên Ánh Dương, người mà không còn tin tưởng vào tình yêu sau khi bị lừa dối. Khán giả hãy nhanh chóng để lại comment lựa chọn option cho tập kết season 1 của bộ phim. Option 1, Xuân Hồng bị cám dỗ trước vẻ ngoài của Hải Yến. Option 2, Xuân Hồng từ chối thẳng thừng tâm ý của Hải Yến. Để xem khán giả muốn Ánh Dương có một happy ending hay một lần nữa lại trốn chạy tình yêu. Chị hai, bạn em MC Dương Hồng Phúc. Em chào chị. Chào em. Chị, đây là một MC rất nổi tiếng nhưng mà gặp một vấn đề là cái bụng như con cóc á, chị giải quyết giùm em nha. Mới đây thôi, em hồi trước không phải dày đâu, có 85cm nè. Làm xong chương trình em ăn đêm với uống bia, giờ nó lên 97cm luôn. Mà sắp tới em có show, người ta bắt cái bụng phải nhỏ là giống như ngày xưa mới nhận được. Chị giúp em giảm mỡ bụng xuống được không? Được chứ. À, được đó chị. Được. Ê Xuân Hồng. Hả? Nhưng tao thấy đàn ông vô thẩm mỹ viện kỳ kỳ sao mày? Ủa làm gì đâu kỳ? Bây giờ muốn kỳ hay muốn đẹp? Muốn ngại hay là muốn có xô? Ê mày đừng tỏ thái độ tao nha, mày tự nghĩ mày có bạn gái xinh đẹp dễ thương. Ê. Nhiều quá. Chị, giải quyết cái giùm em nha. Cho bụng nó xuống đi. Để nó nhận xô chứ để nó than với em hoài. Mệt lắm. Thẩm mỹ viện của chị là chuyên về giảm mỡ và giảm cân. Yeah. Ví dụ như em muốn giảm mỡ bụng thì chị sẽ thứ nhất là sẽ lên đo khám lượng mỡ của em, xong rồi sau đó là bác sĩ sẽ tiến hành sử dụng máy và thuốc và kỹ thuật viên sẽ là điều trị cho em để em tăng mỡ bụng sau 10 ngày. Sau 10. Yeah. Ê, hả? Cái này tao thấy quen quen vậy hay Xuân Hồng? Quen gì, bữa mày uống ở nhà tao đó. Ủa nhưng mà hôm bữa là nó có một chai nhỏ xíu à. Ồ, 10 hộp trong hai luôn hả? Đúng rồi, cái chai mà lọc gan đó. Mày uống bia rượu nhiều á là phải uống kèm theo cái này. Nó lọc gan tốt cho cơ thể. Trời ơi, cái hộp đẹp quá ha. Chị ơi, lát nữa lên em giảm mỡ bụng xong rồi chị bán cho em 10 hộp này nha. Tuyệt vời. Dạ. Đi đi. Tao đi với nha. Đi đi. Chị cho em nhỏ bụng giống Xuân Hồng nha chị. Được. Tao lên đó nha. Lên đi. Dạ, cảm ơn chị. Giải quyết giùm em nha chị. Ok. Thật ra chưa biết được là cái mức độ tình cảm mà Xuân Hồng dành cho bà là như thế nào. Có thực sự yêu thương không hay là chỉ là nhợt nhạt thôi. Ê, trời, muốn biết chứ gì, đơn giản thôi thì mình phải chứng minh. Chào mừng sếp đã compatulize của em. Cái gì vậy trời? Em đẹp quá phải không sếp? Em quyến rũ quá phải không sếp? Sếp tìm ai? Tìm chị Ánh Dương phải không? Không phải là chị Ánh Dương chỉ nghỉ, mà là tại vì đang làm nửa chừng cái tự nhiên có chị bị chóng mặt á. Xong rồi hả, chị nghỉ ngơi được một chút á bị đau bụng đó anh Xuân Hồng. Anh có biết á là em ở đây một mình, em cô đơn, em lạnh lẽo lắm không? Không có chị Ánh Dương làm á, trời em mệt muốn xỉu vậy đó.
Anh à, anh đừng nhìn về hướng đó không có ai. Anh về hướng có người đang chờ anh nè anh. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Ê da, trời ơi, là tìm đi, không em đi, không em đi. Em có dấu hiệu bị trúng gió, nghề này là nghề của anh. Cái gì vậy? Ủa vậy? Anh làm cái gì vậy? Trời ơi, cứu em, cứu em trời. Chị ơi, chị cứu, trời cứu, cứu, trời cứu, cứu. Dạ, vậy là đã chứng minh được rồi. Sơn Hồng, anh là Sơn Một. Ổn, 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 ổn. Có nhân viên không ạ? Chị Thư, em sợ quá à. Tại vì em chưa có làm giả mỡ bụng này bao giờ. Với lại có đau không chị? Không, không đau. Chị đã sử dụng một liệu trình ở đây rồi đó. Dạ. Là từ 69 giảm xuống còn có 63 nè. 69 xuống còn 63. Thì các bạn á massage bằng tay đó, sau đó là đánh bằng máy, rồi mình nằm phi thuyền. Nghe nôn quá chị Thư ơi, làm liền đi chị. Em làm liền cho anh đi. Quá nôn nào, làm luôn. Tôi muốn lựa vài bộ vest cho ba tôi. Mấy màu tối tối một chút. Dạ, vậy thì anh ngồi đi ạ. Anh cần ba của anh á là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tầm 60. Vậy là sẽ bận những cái màu mà trầm tính một xíu ha. Chị lựa giùm em mấy mẫu đi chị. Dạ. Để lẽ nhé. Mà ở đây có dài luôn không cô? Dạ có luôn ạ. Lựa cho tôi mấy màu giống như bộ vest nha. Dạ, size chân của anh ba anh là bao nhiêu ạ? 41. Dạ rồi, anh chờ em xíu nha. Anh Dương, mới hết chuyện rồi chắc là tôi về nha. Anh ơi. Gì vậy cô? Anh. Dạ, dạ của anh có rồi nè. Cô cứ tính tiền cho tôi nha. Tôi đi ra đây một chút, chút nữa tôi quay lại nha. Ủa? Khoan đã. Có gì hả? Như anh cầm nhầm. Cái điện thoại tôi để đây đâu rồi? Ủa? Đúng rồi. Cái điện thoại màu đen đúng không? Đúng rồi, mà có màu đỏ đó. Ảnh cầm á. Nè, cô đừng có nói bậy nha. Nãy giờ tôi không có cầm cái gì hết luôn á. Nè, anh đừng có nói vậy nha. Anh có cầm mà. Tôi thấy anh cầm chiếc điện thoại nhét vào túi rõ ràng mà. Chiếc điện thoại màu đen. Đúng rồi, cái điện thoại tôi vừa để đây luôn nè. Anh lấy ra đi. Nè, cô đừng có nói hồ đồ nha. Trên thị trường quá trời người xài điện thoại màu đen. Lấy đâu ra? Tôi đã nói tôi không có lấy mà. Nè, tôi thấy rõ ràng anh để trong cái túi nè. Nè, cô làm cái gì vậy? Nhưng mà anh để trong đây cho tôi. Cô làm cái gì vậy? Anh lấy ra đi. Cô... nhất định là trong này. Cô thôi nha. Cô thôi đi nha. Ê, trời đất ơi mẹ. Nè, anh làm gì nặng tay phụ nữ quá vậy? Anh cấp. Vô phải rồi nha. Nhanh ra. Cô làm gì? Mở bút vô đi. Nó có giờ kìa. Cô muốn sao được rồi? Gọi công an đi, gọi công an đi. Gọi công an đi, như vậy nữa. Điện thoại nó giữ rồi sao bán được. Anh có sao không? Trời ơi, anh biết người ta có da anh còn nhào vô làm cái gì? Anh có bị sao không vậy? Sao? Bụng của anh quá dày máu luôn kìa, có bị cái gì không? Chỉ là chạy xước thôi, quan trọng là tay em nè. Tôi nói là không có sao mà. Anh làm ơn đi, sau này anh đừng có gì tôi làm cái gì hết trơn á. Hết lần này tới lần khác anh có biết là tôi khó xử lắm không? Là vết thương không có đụng trúng chỗ hiểm đâu, cho nên bà đừng có lo quá. Sao mà không lo cho được?
Cho dù là không nguy hiểm đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải nghe điện thoại của tôi chứ. Ờ, ngộ hen. Nghe nói là bị thương ở bụng thôi mà, đâu có phải là bị ở miệng, ở tay hay là ở mắt đâu. Tại sao không nhắn tin hay là gọi điện cả? Kỳ ta. Tự nhiên chuyện của Xuân Hồng mới làm tôi nhớ tới cái vụ Ngọc Hùng ghê. Bạn nhớ không, cái lúc mà tôi phát hiện ra ảnh ngoại tình á, tôi cứ nghĩ nha là ảnh sẽ tới nhà gặp tôi để mà xin lỗi hay là năn nỉ. Đằng này thấy không, im lặng luôn. Bởi ghét nhất là cái thể loại đàn ông trả lời bằng cách im lặng. Giờ em mới để ý cảm xúc của bọn đàn ông tụi anh hả? Gì vậy? Mới hỏi có một câu làm gì chảnh cái mặt lên vậy? Gì đâu chảnh. Nói thiệt nha, phụ nữ bây giờ là dễ ế lắm. Đàn ông là chỉ kiên trì 1-2 lần thôi, chứ 10 lần, 20 lần ai mà chịu nổi. Vậy anh Hoàng thì sao? Anh cũng vậy thôi, anh cũng là đàn ông. Ê, không phải. Quỳ bẩn, anh nói cái đó là tâm lý của số đông, chứ anh là dị biệt. Anh thề, anh sẽ chung thủy với em suốt đời luôn Quỳ mẵng à. Thôi đi, xảo biện. Anh nói thật thôi, mà dẹp cái chuyện của em với anh qua một bên đi. Bây giờ lo chuyện của anh Dương đi nè. Tại sao vậy? Tại sao Xuân Hồng không thể hiện tất cả nỗi lòng của mình cho anh Dương biết, trong khi Xuân Hồng đã dùng cả bản thân mình để hy sinh anh Dương như vậy? Hồi nãy anh có để ý một chi tiết. Anh cũng nhận ra vấn đề hả? Ừ. Anh Dương có nói là tôi không muốn anh vì tôi mà làm cái gì cả. Lời nói đó giống như là sát muối vào tim vậy. Anh đây là người ngoài, anh còn cảm thấy xót nữa kìa. Làm sao không hiểu? Lẽ ra trong trường hợp kịch tính đó, anh Dương phải nói như thế này. Chết rồi! Xuân Hồng ơi, đừng có bị gì hết nha. Anh mà bị cái gì làm sao tôi sống nổi. Xuân Hồng! Thấy chưa? Anh Dương mà nói như vậy, chẳng khác nào người đàn ông đổ máu vì cô ta là vô nghĩa à. Cũng có lý. Nhưng mà sớm quá à. Cô ấy không có giỏi biểu lộ cảm xúc theo kiểu đó đâu. Chứ biểu lộ sao? À, tại em. Em thiệt là ngu quá. Đáng lẽ lúc đó là em phải... Không, đó không phải là điều mà anh Dương muốn nói đâu. Bởi vì anh Dương quá lo lắng cho anh hiểu không? Nếu như mà anh thực sự xảy ra mình hệ gì thì ai? Ai sẽ lo lắng, ai sẽ theo đuổi, ai sẽ cua anh Dương nữa? Anh Dương sẽ cô độc, sẽ cô đơn suốt cuộc đời này. Đó là điều mà anh Dương khó xử đó, anh biết không? Anh Dương! Anh làm ơn hiểu giùm đi. Tại sao tình yêu lại rắc rối như vậy chứ? Tại sao nói như vậy mà không phải là như vậy mà cuối cùng lại là như thế này? Anh chỉ minh họa, trong tình yêu người nào chần chờ người đó mất cơ hội thôi. Ngọc Quyên! Tại sao anh dám? Chạm nhẹ quá vậy. Ủa, Xuân Hồng không nghe điện thoại của em hả? Chị biết tính nó mà, nó sẽ không làm gì nếu đối phương đang khó xử. Vậy chắc có lẽ là em lỡ lời rồi. Nhưng mà thật sự là em rất là lo cho sức khỏe của Xuân Hồng. Bây giờ có cách nào em có thể liên lạc được với ảnh không chị? Chị Thư, em muốn liệu trình vậy. Ủa, anh Phúc. À Phúc, chị nghĩ hôm nay chị có việc phải nhờ đến em rồi đó. Giới thiệu với anh, đây là Johnny, bạn của em ở bên Úc về đó. Hey Philip, có nghe Yến nói rất nhiều về Philip. Hello bạn, vì Việt Nam đồ này chắc hơi nóng quá phải không? Nhưng mà mùa này thì đi biển là rất tuyệt. Đúng rồi đó. Với lại nha, Johnny á mới vừa chia tay người yêu, cho nên đang cần đi đâu đó để giảm stress. Hay là mình lên kế hoạch đi biển đi, anh thấy sao? Hai người cứ lên kế hoạch đi, nếu ông đó không bận thì anh sẽ tham gia nha. Không có được, anh phải chắc chắn tham gia chứ. Tại vì á, em lên kế hoạch này là để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho anh với Johnny tìm hiểu nhau mà. Em nói gì vậy Yến? Có cần thẳng tuột lại không? Cần chứ. Rồi im đó để tôi. Philip, ngày hôm nay á, em có cái chuyện này rất rất là quan trọng để nói với anh luôn. Từ bây giờ á, anh không cần phải lăn tăn gì về em nữa, hoặc là giấu giếm em chuyện gì đó.
em đã thông suốt tất cả mọi chuyện rồi. Em càng nói anh càng không hiểu em nói gì luôn á Hiền. Được rồi, em sẽ phân tích cho anh hiểu. Thứ nhất là em chơi với anh từ rất là lâu rồi, mà em chỉ thấy anh á chỉ có đúng một cô bạn gái thôi, còn lại anh toàn chơi với con trai đúng không? Đúng. Cái thứ hai là cái chuyện của anh với chị Ánh Dương á, hai người không hề có tình cảm gì hết, chỉ là giả thôi đúng không? Đúng luôn. Cái thứ ba mới quan trọng nè, đó là em rất 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 là thích anh luôn, anh biết điều đó mà đúng không? Dạ, em cũng đã thể hiện rất là chân thành rồi, nhưng mà trái tim của anh nó không hề lay động một cái gì hết. Thầy Hiến, chuyện của em á với anh là thôi được rồi, anh không cần phải nói gì nữa hết, tại vì á em đã suy nghĩ rất là kỹ và thấu đáo rồi, cho nên em quyết định là em sẽ lui về phía sau, sau đó sẽ tác duyên cho anh với Tony. Anh thấy Tony sao? Dễ thương lắm á. Khán giả, mọi người đừng có hiểu lầm giống như Hải Yến đang suy nghĩ nha. Mình không có như vậy đâu. Muốn biết lầm hay không á, chỉ có cách này mới thử được anh thôi. Em muốn biết là trái tim của anh đang ở đâu đó. Từ bữa bệnh viện tới giờ là nó về nhà chị Thư ở. Nhìn nó vậy thôi chứ anh thấy nó cũng nhạy cảm lắm. Làm già trai được đúng không? Mày khùng hả? Mày tính cho tao lên bàn thờ luôn hay gì? Ủa anh em không đi show hả? Chắc đi show tao mới nhớ. Người ta gọi mày không được cho nên ta phải có mặt ở đây nè. Gặp nhau rồi hả? Mà người ta làm đơn xin nghỉ việc luôn rồi đó nghe. Với cái thằng này. Mày bị cái gì vậy? Ủa mày bị thương bụng cái mày bị thương não hay sao mà? Bình thường mà tao mà nhắc cái tên Ánh Dương một cái là mày biến sắc. Hôm nay mày sao vậy? Nói chung là tao không muốn cho Ánh Dương phải cảm thấy khó xử nữa. Hồi ban đầu gặp á thì thấy hay hay, bởi vì một cô gái có vẻ là ngây thơ, đi làm thì đi rất đúng giờ và chưa từng bị phàn nàn về công việc. Gặp một vài lần rồi thấy thú vị, rồi có tình cảm lúc nào cũng không hay nữa. Nói chung là bây giờ mọi việc tao làm đang khiến cho anh Dương cảm thấy là khó chịu. Tao nghĩ là em xin lỗi vì đường đột tới đây như vậy, tại vì em gọi Anh khỏe rồi, không sao đâu. Vết thương của anh còn đau đó, anh ngồi một chỗ đi, đừng có di chuyển nhiều. Anh khỏe rồi, mấy cái vết thương này nhầm nhỏ gì. Hồi đi học á, anh từng đánh hai thằng ăn trộm bởi vì nó lấy đồ của bạn anh á, cho nên là mấy cái này không có sao đâu. Thật sự là anh khỏe rồi. Em không cần phải ai nấy đâu. Với lại mối quan hệ của chúng ta không tới mức mà phải tới nhà như vậy đâu. Anh nói vậy em hiểu rồi. Sếp và nhân viên
mà dù sao khi em gọi điện á thì anh cũng nên bắt máy. Dù gì cũng vì em mà anh bị thương như vậy. Hàng ngày em sẽ gọi điện thoại cho anh tới khi nào anh khỏe thì thôi. Anh nghỉ ngơi đi, em về. Kết thúc mùa 1, lớp 2019 khép lại với câu chuyện tình giữa Ánh Dương và Xuân Hồng với những khúc mắc nỗi niềm. Chúng ta sẽ chia tay Ánh Dương, Huệ Mẫn, Xuân Hồng, Hải Yến, Ngọc Hoàng, Philip và cùng chờ đợi mùa 2 của lớp 2019 nhé. Khán giả yêu mến bộ phim hãy nhấn subscribe kênh H2P Entertainment để cùng đón xem những sản phẩm khác của chúng tôi. Xin tạm biệt.